giữa Game TV, ZTV cũng như là Evolve Esports. Và lần này thì ZTV sẽ ở bên phía đội xanh, còn Evolve Esports sẽ phía đội đỏ. Cấm trước đó là Timmy đến từ GTV, vậy chờ xem là Evos họ sẽ cấm đi con bài gì. Florentino chắc chắn rồi, ở trong trận đấu đầu tiên ngày hôm nay thì Fro đã được nhả ra một lần đúng không? Cái kết quả thì chúng ta cũng đã biết rồi, một chiến thắng nó hủy diệt dành cho bên phía của IGP trước MOB. Thì MOB cho đến thời hiện tại thì họ đã toàn thua rồi, và những cái chiến thuật mà họ tạo ra thì nó thực sự là hơi ở cái tầm thấp so với những đội tuyển còn lại, phần còn lại của Serie B này. Và IGP họ có chiến thắng đó giúp cho hiện tại thì IGP chắc chắn là top 2 rồi, và đang chờ đợi xem là liệu rằng Evos có chui được vào top 3 hay không thôi. Còn IGP giờ đây là khá thoải mái rồi, vì căn bản là MOB thì về mặt cầm chọn thì họ còn quá là non tay, chưa ổn một chút nào cả. Vì rõ ràng trong thi đấu chuyên nghiệp, ngoài khả năng di chuyển, khả năng phối hợp giữa đồng đội ra thì cấm chọn chiếm đến khoảng độ đến 60% cái thế cục của trận đấu rồi. Ở việc bạn bắt bài đối phương về cả mặt chiến thuật này, hay là về mặt là bạn sở hữu những vị tướng mạnh ở phiên bản hiện tại, phần nào đó giúp bạn có một chút lợi thế. Và với việc bạn có những vị tướng mạnh tại phiên bản này thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều những khả năng di chuyển của mình. Và đó là điều mà các đội tuyển họ hướng tới rất nhiều. Ở GTV tôi cũng đánh giá khá cao khả năng cấm chọn của họ, nhưng cái điều ở đây là các thành viên ở bên phía GTV không phải là quá gọi là nhiều kinh nghiệm ở cái việc thi đấu như này, đặc biệt những cái vị trí chủ chốt kiểu dạng như Bin Họa Mi, Quotie, Izihun thì cũng chưa thực sự là có những cái nét nổi bật trong cách thi đấu của mình. Có chăng là cái một chút cái kinh nghiệm thi đấu, thì thực ra Phương TQ với cả Thùng Nó Tạ cũng không phải là những cái người chơi trụ cột quá bên phía của TTE, cũng không có gì quá nổi bật cả. Đồng ý là như vậy, và thực tế thì những cái kết quả mà GTV đã có nó cũng cho thấy điều đó thôi. Tôi thì thấy vấn đề GTV ở trong mùa giải này đó là việc họ không biết cách kết thúc trận đấu. Đồng thường ý. GTV có thể khởi đầu trận đấu khá là thăng hoa, họ có thể chơi tốt trong một vài tình huống giao tranh đầu, có thể thậm chí là ăn rồng đầu khá là nhiều luôn. Nhưng cho đến thời điểm giữa game thì GTV họ không biết cách để làm thế nào tạo những cái lợi thế nhiều hơn với việc là họ đã có lợi thế ban đầu. Và đó là lý do mà bây giờ GTV mới đang vật lộn đến vậy, và những gì mà họ đang hướng đến chỉ là một cái thứ bậc tốt hơn mà thôi. Còn hy vọng dành cho top 3 của GTV mùa giải này là đã hết rồi. Và chúng ta trở lại với phần cấm chọn của GTV và Evos. Bên phía GTV họ đã hoàn thành xong 3 lựa chọn đầu tiên của mình khá ổn, với Veres có lẽ cho Bin Họa Mi, với Ban Doom dành cho Phương TQ, và đó là Sephera. Sephera này thì có Ban Doom thì Sephera sẽ đi đường giữa và được nằm trong tay của Izihun. Rồi, có vẻ như là không có quá nhiều sự thay đổi. Về vị trí của các vị tướng này thì có thể sẽ có một vài những cái sự thay đổi. Ví dụ như hoàn toàn có thể là Veres sẽ có mặt ở đường giữa ở những cái giai đoạn lính đầu tiên. Nhưng có lẽ rằng là cái bộ khung nó sẽ vẫn như vậy thôi. Tôi không đánh giá cao vào việc là bạn sử dụng ba đu ở vị trí đường đơn, nó thực sự là quá mạo hiểm. Và tôi cũng không hiểu là họ hoàn toàn thể lấy một bộ đôi, cái bộ ba khá là mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu, đó là ba đu, đó là Veres và đó là Tulen. Cái bộ ba phiên bản này cực kỳ kinh khủng trong cái tình huống mà bạn tổ chức giao tranh ở những cấp độ 1 và 2, và thậm chí là những tình huống mà quấy rối cái khu vực rừng của đối phương, thì với cái chất tướng Tulen thì họ có thể gây được áp lực lớn hơn so với việc bạn lựa chọn một Sephera. Nhưng có vẻ là bên phía của GTV họ hướng phần lớn hơn tới khả năng gọi là thả diều. Thì Sephera một sự lựa chọn cũng tương đối hiệu quả, bởi lượng sát thương đến từ Sephera không phải là sát thương dồn, nhưng tuy nhiên nó có thể cấu máu được thời gian rất khó chịu. Nó là một lượng sát thương bền bỉ theo thời gian, và nó còn có cái sự khống chế đến từ vị tướng này nữa. Như chúng ta cũng biết rằng Tulen thì cái khả năng khống chế của anh chàng này nó là không có, gần như không có, chỉ có lôi động lao vào làm chậm đi một chút xíu mà thôi. Còn Sephera thì khác, họ có được cái auto, có cái tầm đánh nó xa, có những tiếng ép vào trụ cũng là hay, và ở giai đoạn giữa game và cuối là thời điểm Sephera tôi nghĩ rằng tốt hơn so với Tulen. Nói là như vậy. Đồng ý. Thì đến với lựa chọn cuối của Evos thì họ hướng đến cho mình là Omen trước đó, đó là Ryoma và Theanas. Như vậy là nhiều khả năng Ryoma này sẽ ở trong tay của TF với vị trí đi rừng. Theanas này sẽ là trong tay của XG khả năng cao, hoặc là người chơi đường giữa. Khả năng cao là như vậy, bởi thường thì cái kèo đối đầu nếu mà Veres ở vị trí đường giữa thì thường các đội tuyển sẽ hướng Theonas ra khu vực đường giữa để đối đầu luôn, bởi khả năng dọn lính đến từ Veres là khả năng có thể đóng băng được lính và dồn lính đơn mục tiêu, khả năng dọn lính khá nhanh. Okay. Thì cần một vị tướng có một sải tay dài để có thể khắc chế lại cái việc mà đóng băng lính đến từ bên phía của Veres. Okay. Thì Theonas là một sự lựa chọn khá là hiệu quả, và thêm vào đó là cả Anete nữa. Thì đội hình ở bên phía Evo Esports có khá nhiều khả năng làm tròn làm chậm. Thì tôi có nghiên cứu lại một số lần mà anh chàng TM ta chơi vị tướng Ryoma, thì không hoàn toàn là anh chàng chơi tệ. Đúng là vị tướng Ryoma không thể nào là một vị tướng có thể gánh team được. Được. Cái quan trọng đây là TF chỉ với chất tướng Ryoma không cho phép anh ta tạo được những tình huống đột biến như Nakroth. Và các thành viên của Evo Esports thì chúng ta nếu như có xem thì đều biết được rằng là không có ai chơi quá nổi bật cả.
và điều đó khiến cho TF phần nào đó cũng bị hạn chế, nên chúng ta không thể nào chê vào cái cách anh ta chơi Real Madrid được. Có chăng là các thành viên của Evo Esports còn chơi một cách quá an toàn, và cái việc mà bạn chưa đủ cái sự đột biến đó thì nó cũng phải thôi, bởi bạn chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Nên bên phía của Evo Esports, tôi vẫn khá lo sợ việc là TF sẽ lấy quân bài Real Madrid này ngay. Bởi thường là Evo Esports sẽ có những sự lựa chọn rất mạnh ở những cái ván đấu đầu tiên để có thể có là một cái chiến thắng kiểu gọi là thuận thuyết xuôi gió, nhưng có vẻ như là cái lời nguyền 2-1 đến từ phía Evos Esports nó cũng quá là lâu rồi, nên lần này Evos muốn gọi là có một chút sóng gió ở ván đấu đầu tiên hay chăng để có thể gọi là phá giải lời nguyền. Ok, nhìn chung là anh Huy Popper có nghĩ rằng, có một cái suy nghĩ rằng là Ryoma là một cái vị tướng kiểu như nó sẽ không thể tạo ra quá nhiều đột biến trong giao tranh. Đồng, và TF cần một vị tướng có thật nhiều đột biến trong giao tranh để anh ta có thể gánh những người còn lại. Chính xác. Ok, và chúng ta sẽ đến với những lựa chọn cuối cùng của bên phía GTV. Họ có cho mình là Cafeini và Murat, khá ổn với những gì mà GTV đã có. Trong khi đó đổi ngược lại thì Evos họ chọn cho mình là Liliana ở lựa chọn cuối cùng. Ồ, đó là Murat và đó là Cafeini. Murat, Cafeini. Cafeini thì tôi không hiểu sao, đây một vị tướng khá mạnh, nhưng ở những đấu trường chuyên nghiệp kể ở trong nước và ngoài nước thì vị tướng này tỷ lệ thắng không cao. Không cao. Không hề quá cao. Có vẻ như các tuyển thủ chuyên nghiệp cần một khoảng thời gian khá dài để thích nghi được với cái cách mà bạn sử dụng bộ kỹ năng của vị tướng này. Rất khó để sử dụng, mặc dù khả năng thả diều nên Cafeini là rất tốt. Nhưng thường thì trong những kèo đấu chuyên nghiệp thì kèo đeo nát sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cái cách đánh cũng khá đơn giản thôi, với cái sự bạn sử dụng ưng nhãn này. Một cái lối đánh khá cơ bản khi bạn liên tiếp là spam cái ưng nhãn của mình với cái sải tay rộng này, khả năng bảo trụ tốt nó sẽ khá mạnh hơn so với cả Cafeini. Còn Cafeini sẽ chỉ mạnh cái là ép góc. Ép góc mà thôi. Cái mưa lên thay. Trong những cái góc hẹp thì cái sẽ có lợi, bởi sẽ rất khó để có thể né được cái chiêu tay hình quạt như thế của Cafeini. Còn đó là một tình huống mà tôi đánh giá cao hơn cái kèo đến Theonas nếu như mà bên phía Evos làm tốt. Nhưng Theonas ở trong cái trận đấu này thì nếu như dự đoán của anh Evos là đúng thì sẽ có màn đối đầu ở khu đường giữa nhiều hơn với Veres. Và nếu như Theonas đối đầu Veres ở đường giữa thì sẽ cần đó là cái sự bảo kê đến từ Anete nữa, thì mới mong cái việc dọn lính của Theonas nó được thuận lợi hơn. Còn nếu không thì sẽ là những bước di chuyển chậm hơn dành cho Theonas. Veres sẽ nhanh hơn ở trong những giai đoạn đầu tiên. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà bên phía của Evos họ cần phải để ý. Rồi, thì trước tôi có nói chuyện với một số người bạn tôi thì họ đánh giá cao hơn, bởi vì bạn sử dụng Murat thì đấu chuyên nghiệp nhiều hơn vì cái sự biến ảo của Murat. Còn Nakroth, nếu như bạn phải đánh trong một cái thế thủ và bị mất những cái lợi thế giai đoạn ban đầu thì sẽ hơi khó đánh. Thì Nakroth nó chỉ là gây bất ngờ cho những cái đội tuyển không chuyên mà thôi. Bởi nếu như bạn có một cái tâm lý không vững thì dễ dàng để cho Nakroth lấn lướt được. Còn Murat thì khả năng biến ảo tốt hơn rất nhiều và có khả năng lật được trong tình thế rơi vào một thế bị đậm hơn là Nakroth. Và chúng ta bước ngay vào ván đấu đầu tiên giữa GTV và Evos Esports. Ván đấu đầu tiên, và GTV sẽ đi tìm gọi là danh dự của mình, những chiến thắng trước Evos. Trong khi đó ngược lại, Evos sẽ cần tìm mạng sống của mình. Họ đang đứng ở một vị trí rất chênh vênh. Đang là tình huống ăn bùa xanh trước đến từ QWERTY. Đổi chiều ngược lại, TF đang có cho mình đó là con bùa đỏ bốc đầu đến từ phương TQ, khiến cho Wygod bị hất ngược trở lại. Nhưng anh ta là Anete, chưa mất quá nhiều máu. Hóa ra Admin mới là người đi khu vực đường giữa chứ không phải là Theonas, mà hiện tại hai vị xạ thủ đang đối đầu với nhau khu vực đường rồng. Rồi, vậy là Theonas ở khu vực đường giữa. Còn đây là một cái kèo mà có vẻ như Theonas là đường rồng. Phần trội hơn vẫn dành cho bên phía của XG. Chúng ta cũng thấy rồi, XG dọn lính nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì bên phía GTV họ có những sự hỗ trợ đến từ EasyHone cùng với phương TQ ăn cho mình con chim trước. Nói chung không tạo ra được quá nhiều điều với cái bước di chuyển vừa rồi. Rất khó chịu. Rất khó chịu. Thậm chí Sephira có thể tự tin cho việc chia sẻ kinh nghiệm đối với cả trợ thủ của mình. Còn Liliana tôi nghĩ là không. Bởi Liliana cần tối ưu lượng trang bị của mình. Đúng tại rồi. Vì Liliana phụ thuộc rất nhiều vào đồ. Đã nên có tình huống cướp rừng ở trong khu vực bùa đỏ. Nhưng đó là chỉ lấy tầm nhìn là móc máy thôi. Lấy tầm nhìn móc máy một chút thôi. Bởi vì ở đây thì Ezun cùng với Phương Tây Quy cũng đang có mặt bảo kê cho QWERTY để anh ta có thể ăn cho mình con khổng lồ lực sĩ này càng nhanh càng tốt. Một cái auto được bật lên nhưng không làm choáng được Admin. Và Ezun đang có cho mình đó là hơn một nửa cây máu một chút. Đó, đâu đó sẽ là một chút bất lợi dành cho Sephira trong tình huống giao tranh tiếp theo hay chẳng. Chặn lính đến từ cả Veres và Omen, nhưng đang có một tiếng quay bắt Veres. Có lẽ thì cô ta cũng sẽ lùi được về đối với khu vực trụ của mình mà thôi. Rồi, có lẽ họ sẽ tập trung hướng tới có thể sẽ là con rơi quỷ. Nhưng có vẻ như bên phía Evos không hướng ngay đến con rơi quỷ mà họ tập trung vào lấy tầm nhìn trong hang rồng thì phải. Khi mà các thành viên của GTV họ đang rất tự tin với cái chất tướng Sephira của mình. Bốn người của Evos có mặt đây lao vào và nhất kích thức giác trúng người phương TQ, nhưng đó là lựa chọn không chính xác lắm của TF. Anh ta mới đang là người yếu máu phải lui ra. QWERTY vừa băng vào sử dụng cho mình đó là cái ảo ảnh chảm, và nó khiến cho giờ đây giao tranh ở hang rồng có lẽ GTV sẽ có lợi. Admin đã tốc biến chạy đi nhưng anh ta chạy làm sao được, nó Ezreal dí vào rất sâu. Chiến công đầu dành cho Sephira, tiếp tục bắn đó là XG, nhưng Binomi không quá yếu và anh ta hoàn toàn có thể lui về cùng với ba thành viên của mình. Bây giờ sẽ là con rồng mắc ám đầu tiên sau pha giao tranh có lợi vừa rồi cho GTV. Hơi mất thời gian khi mà con rồng đã quay trở về để hồi máu.
Nhưng với một Sephora với khả năng tốc hành, với khả năng dướn khó chịu của mình thì rõ ràng đó là một điểm hàng cục xứng đáng dành cho Sephora. Đó là lý do vì sao mà Lina không được quá trọng dụng tại phiên bản này, bởi căn bản đây là một phiên bản mà bạn ưa thích những vị tướng rất mạnh ra đầu trận đấu. Còn Lina không thể có được tiếng nói ra đầu trận đấu được, chỉ đứng mấp máy và có một chút cấu máu thôi thì không thể nào bằng được cái sức dướn đến từ việc thả thủy âm liên tục của Sephora được. Đó là lý do mà chúng ta cũng thấy rằng Sephora được lựa chọn bởi Yezihun, và ban đầu thì nghĩ rằng là Tulen có thể là có lợi, nhưng ở Sephora nếu như đầu trận mà cô ta có thể sanh được cuối trận thì đừng hỏi vì sao mà Sephora lại khỏe, đúng không ạ? Bây giờ thì Evos Dopa là người đang đẩy lính nhá, nhanh hơn so với Bin Họa Mi, nhưng đó là tình huống mà Bin đã di chuyển có lẽ là đến với khu vực trụ này chậm hơn một chút so với Dopa mà thôi. Thực ra kèo trên vẫn đang là tương đối cân đến từ những gì mà Omen cùng với đó là Vedes đang thể hiện. Nhưng cách mà GTV sử dụng cho mình, lựa chọn cho mình cái đội hình thì vẫn khá là hợp lý, khi mà họ vừa có lượng sát thương rất mạnh ra đầu trận đấu, vừa khả năng chống chịu tốt ngay lập tức, ăn sổi đến từ phương TQ. Và bên phía EVO Esports thì hơi phụ thuộc quá nhiều giai đoạn cuối trận đấu, khi mà đó là cả Liana và Theoanas. Những cái vấn đề ở đây là GTV có không ngán trong cái tình huống mà chơi về late được không, và đó là tình huống mà Yezihun vừa phải đắm xuống. Phương TQ ăn một linh cầu băng vào đến từ Admin, nhưng anh ta chỉ lấy được một cái mạng mà thôi khi cái quả cầu bay là quá chậm của team kẹt lại đây. Anh ta chắc chắn sẽ phải nằm rồi, không thể chạy đi đâu được nữa. TF đã có cái mạng hạ gục quan trọng vừa rồi dành cho anh ta. Ở đây Bin Họa Mi sẽ là người dọn đi những con lính sẽ tràn vào. Khó hiểu quá, Yezihun bất ngờ phải nằm xuống một tình huống mà có lẽ rằng là tôi không nghĩ rằng họ có thể nằm xuống, nhưng khả năng sốc sát thương, khả năng di chuyển đến Evos Esports nó là khá hơn, tốt hơn rất nhiều. Thường nó tạ vô tình rơi một cái thế khó chịu và anh ta bị làm choáng, anh ta sẽ phải nằm xuống. Chỉ để dùng dọn dẹp lính nhưng cũng ổn, không có phải là vấn đề gì quá lớn khi cái trụ này vẫn đang được đảm bảo. Phương TQ sẽ có mặt ở đây, anh ta đang có cho mình đó là chiêu cuối và có lẽ sẽ phải sử dụng ra một cái địa giam để có thể chặn lính, chờ cho QWERTY có thể băng đến và hỗ trợ. Ở đây thì có cả Admin, có cả TF, Xcr đang chuẩn bị băng vào. Wygod cũng thế, QWERTY đến kịp thời, anh ta có dùng phải chạm hay không, giật ra địa giam trúng được Theoanas. Theoanas sẽ ở lại đây nhưng liệu anh ta có về được không? Anh ta bị yếu máu đi nhưng chỉ mất một nửa cây thôi, còn một con lính được dọn bởi Phương TQ. Một tình huống lao vào có phần mạo hiểm đến từ Anin, khi mà thậm chí anh ta sử dụng bộ kỹ năng của mình nhưng chưa chắc anh ta thể dứt điểm đối phương. Một tình huống mà hoàn toàn có thể bị phản ganh, tình huống đó Anin đã phải chịu quá nhiều lượng sát thương đến từ trụ. Một tình huống lao vào không cần thiết và thậm chí anh ta còn mất đi cho mình đó là cả phép bổ trợ tốc biến nữa. Một cơ hội hoàn hảo cho GTV, họ là người bị ganh nhưng bất ngờ họ lại có lợi thế trong hang rồng và đang chủ động ăn cho mình con rồng này. Đúng là như vậy, một tình huống diễn ra nó có lẽ là theo không đúng tính toán cho lắm của bên phía Evos, khi mà những cái sự can thiệp của họ xuống khu vực đứng dưới nó không mang lại hiệu quả như ban đầu đi. Dopa ở đây và Bin Họa Mi sẽ đối đầu với nhau, dựng luôn lên sát vực để đánh thẳng mặt đối với Bin Họa Mi. Dopa đang chém người Bin Họa Mi, Bin Họa Mi thì có quay cùng với nội tại huyết xích của mình để chờ đợi cho những người bạn của mình đến, đó là QWERTY. QWERTY làm yếu máu được Admin, Bin Họa Mi quay trở lại trả sức lượng đánh đá vào người của Admin. Admin mới sẽ là người phải nằm khi Yezihun đang đến, nhưng ở phía kia thì TF cùng với Wygod và Dopa đang lao vào phía của Yezihun, nhưng anh ta vẫn có thể lùi về được thành công. Rồi sức dướn đến từ Sephora vừa hạ gục được thêm một người nữa. Với cái sóng ngầm của mình, anh ta hút được sát thương, anh ta dướn thêm một phần nữa với lượng sát thương nổ đến từ Sephora thì dễ dàng để hạ gục được thôi. Hiện tại lượng tiền đã rơi vào đâu đó là ngang ngửa nhau, ngang ngửa chỉ đâu đó là một chút chênh lệch lượng vàng thôi, nhưng đó không đáng kể một chút nào cả. Và tại thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là những cái bước di chuyển bên phía của hai bên đang có phần nào đó gọi là an toàn hơn một chút so với cả cái thế trận trước đó mà thôi, còn không có quá nhiều điều quá gọi là nghiêng về bên phía nào cả. Mặc dù GTV có được hai con rồng nhưng cái lợi thế dành cho bên phía Evos là ngang nhau. Và đây là một đội hình mà có lẽ là cần thiết, bởi có lẽ là đội hình của hai bên đều sử dụng xạ thủ về late nên họ sẽ không thể nào có những tình huống băng xà lan xả và quyết liệt được, họ cần phải nuôi xạ thủ của mình. Đồng ý. Với việc là gọi là chủ động hơn trong tình huống tổ chức tấn công, tôi thấy rằng Evos đang làm tốt hơn một chút về cái điều đó, khi đã có ít nhất hai lần họ hỏi thăm khu vực đứng dưới này rồi, nơi mà có thủ nô tạ. Bây giờ thì đó sẽ là phản ganh đến từ các thành viên của GTV. Chạm trúng người Wygod, Wygod có thể lui về được phương TQ lao đến nhưng không bốc đầu được ai, người nằm xuống đó là thủ nô tạ. Lao lên tình huống mà tôi nghĩ rằng là nó có phần nào đó hơi bị thiếu chuyên nghiệp thì phải. Gì phương TQ thôi nhá, không nghịch nữa, về được không nghịch nữa, nhưng cái trụ này không còn nhiều máu nữa. Và bây giờ khi mà phương TQ về đồng nghĩa với việc là bên phía của Evos họ sẽ có cho mình cái trụ đầu. Tôi không biết nói nào về tình huống ban nãy nữa, một tình huống mà đó một cú mà băng lên không cần thiết đến từ Cafeni. Cả hai bên đều rơi vào trạng thái đuối máu và suýt nữa là thêm một điểm hạng gục nữa dành cho XG rồi. Nói chung Cafeni bây giờ nằm xuống sẽ là thiệt thòi lớn rồi, vì 0-2-0, KDA xấu đến từ xạ thủ bên phía của GTV. Lượng tiền bình thường 3.500, trong khi đó đổi ngược lại hãy nhìn Theoanas với những gì mà cô ta đang làm được, đi lên xong hai món đồ lớn, đó là kiếm điện và cái thương xuyên phá, cùng với đó đã có cái giày tốc đánh rồi và số tiền đang là 4.800 đang ép góc đến từ đây. Địa giam không trúng bất kỳ ai cả, Phương TQ không thể làm gì hơn, thủ nô tạ cố gắng ra để xóa sổ lính. Ezun đang băng vào QWERTY cũng vậy, QWERTY bị chọc bởi những kích thích sát lùi về. Wygod là người kẹt lại, Wygod đã phải nằm. XG đã cấu máu người của Phương TQ
Quy, nhưng rồi cũng sẽ phải lùi lại mà thôi. Ở đây đang có solo kill đến từ Bin Họa Mi và Dopa. Dopa đang quay lại, anh ta có một xanh dưới chân, nhưng Bin Họa Mi có cho mình đó là cái nội tại huyết xích, vẫn đang là có quay và không ai thắng ai cả. Rồi, một tình huống tương đối chủ động, mặc dù đó là một tình huống trao đổi chiêu thức cũng tương đối là hoàn đến cả hai bên mà thôi, nhưng đường dưới của GTV đang gặp một cái sự bất lợi thực sự, khi mà từ nãy đến giờ bên phía của Evo Esports liên tiếp làm cho bên phía của QWERTY bị phân tâm và anh ta không thể nào xuống để có thể hỗ trợ cùng hai người đồng đội của mình được. Họ bị chia cách như vậy thì dẫn tới việc là Cafeni thì đang mong ngóng sự chờ đợi đến từ người chơi đi rừng của mình mà Murat vẫn không xuất hiện. Trong khi đó thì các thành viên Evo liên tiếp đục sâu vào khu vực đường dưới khi mà chỉ có hai thành viên mà thôi, và đó là một bất lợi quá lớn. Easyhun thì anh ta có nhiều điểm hạ gục, đồng ý. Nhưng mà cái chính ở đây là anh ta lại chỉ tập trung vào việc giữ điểm hạ gục, tập trung vào việc giao tranh nhỏ lẻ mà không xuống hỗ trợ cho hai người đội còn lại của mình ở khu vực đường dưới. Thực tế thì người đi rừng bên phía của GTV đó là QWERTY cũng đã có một pha mà anh ta đâm vào khu trụ đường dưới để hỗ trợ cho Cafeni, nhưng chừng đó là chưa đủ. Ở đây Bin Họa Mi sử dụng cho mình cái đợt mệnh xích để có thể chạy trốn khỏi TFTF, vẫn đang dí theo sự tê tái của người Bin Họa Mi, quay trở lại dùng sau xiếc nhưng trượt, có nghĩa là anh ta sẽ phải nằm mà thôi, và đồng nghĩa với việc là sẽ có thêm một cái trụ nữa ở khu vực đường trên dành cho bên phía của Evos. Họ đang di chuyển tốt và để đều các đường, tạo ra áp lực dành cho bên phía của GTV cướp luôn cái bùa xanh này. Rồi, đó là sự khác biệt, tuy nó khá là nhỏ thôi. Ở cái tình huống ban nãy khi mà TF lách nhẹ cú xích đến từ Vered, điều đó cho thấy cái sự nhạy cảm hơn đến cái tuyển thủ chuyên nghiệp đã từng vô địch quốc gia, và Phương TQ phải tốc biến bỏ ra. Anh ta phải sử dụng mình địa giam, có lẽ là một cú địa giam mang tính chất tình thế mà thôi. Chạy nhưng cái trụ này thì không có chân, và QWERTY băng vào làm gì đây, anh ta chỉ dọa mà thôi. Rồi quay lại, đó là trả sát thương quá mạnh đến từ Theonas, hai người nằm xuống QWERTY. Anh ta dùng ảo ảnh trả và thoát đi có được không, vẫn chạy đến từ QWERTY, anh ta giật bóng ngược trở lại quá ảo diệu đến từ người chơi đi rừng, nhưng anh ta đã phải nằm xuống rồi. Cào cấu đến từ Admin, Bin đến trả thù cho đồng đội, anh ta có chém trúng không, và Admin di chuyển đi đâu đây, không thể chạy được nữa. Wygott là người ở lại, vừa rồi Wygott làm gì nhỉ, tại sao lại không hỗ trợ cho đồng đội của anh ta để cho Bin Họa Mi có thể làm được tình huống đó. Bây giờ Bin Họa Mi vẫn đang lao đến, và Wygott anh ta chưa về, ở lại làm gì, chờ tiếp đến hay sao. Song xích trúng vào người của Wygott, Wygott đã nằm hay chưa đây, và bây giờ thì đã nằm rồi. Bin Họa Mi đang quẩy quá ghê, tiếp không làm gì được Bin Họa Mi trong tình huống này là cái chắc rồi. Không, như vậy là hay quá rồi. Thế là ai đây? Bin Họa Mi vẫn đang quẩy được, nhưng anh ta dính một cái loạn tràng của TF là xong. Và đó là cái quái của TF. Anh ta tiếp tục né được một lần nữa huyết xích để khiến cho đối phương không kịp cho mình hồi máu. Và ngay lập tức là hóa trả để hút máu. Nhưng đó là tình huống cũng tương đối là hên xui, bởi vì hai bên né nhau và TF cũng hơi may đi một chút đi khi anh ta né được cái nội tại huyết xích và cái lượng máu ít ỏi của Bin Họa Mi. Anh ta ở lại để anh ta rất chì nhớ chơi tiếp luôn, và anh ta nghĩ rằng anh ta có thể quẹt trúng huyết xích đấy để chơi lại được TF, và đó là một quyết định dũng cảm. Tôi nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà cái chất tướng của TF sẽ bất lợi hơn tình huống mà anh ta tổ chức gọi là đấu tay đôi với cả Vered như vậy. Anh ta chỉ có duy nhất một chiêu thức để có thể lộn ra được thôi. Và cái quan trọng là cách di chuyển của anh ta đã né được những cái cú rất nhạy cảm đến từ Bin Họa Mi. Đồng ý. Một tình huống mà đây hay. Tại vì Vered là một trong những vị tướng có thể gây được nhiều cái highlight nhất tại đấu trường danh vọng Serie B này, và chúng ta vừa thấy Bin Họa Mi một mình cân tất cả. Nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ, hay chăng đấy QWERTY đang trốn ở trong bụi. TF phát hiện ra, anh ta chọc những cái trúng người QWERTY, QWERTY lướt về, vẫn lao vào đó. Đâu là rồi. TF, và có lẽ QWERTY sẽ phải làm đúng là như vậy. Anh ta sai, Ezion ở đây thì cũng sai nốt rồi. Admin lao vào cào cấu rất nhiều, Ezion sử dụng cho mình chiêu cuối, Bin đến, Bin đang quẩy ngược lại, và Admin sẽ là người nằm ở dưới này. Thì Thunota đang giải quyết đi cho mình, đó là những con lính, anh ta làm được điều đó. Ba người bên phía Evos họ lùi ngược trở về, và ở đây thì TF vẫn đang có những tiếng móc máy của người Bin Họa Mi. Ôi chơi thế này, từ nãy đến giờ thì tầm ảnh hưởng của QWERTY lên các thành viên bên phía của Evo nó không hề có bất cứ một sự nguy hiểm nào cả. Trong khi đó lượng sát thương đến từ Murat lẽ ra phải là một lợi thế để giúp cho họ có được lợi thế ở các đường, thì bên phía của GTV không làm điều đó. Và có lẽ rằng là trận đấu này đúng là một mình Bin Họa Mi không thể làm được mùa xuân. Và đây sẽ là con Seja dễ dàng đến phía của Evo Esports. Cảnh ngày Bin Họa Mi không làm nên mùa xuân đúng không? Anh ta không thể làm gì được. Dù rằng VS đúng như anh Popper đã nói rồi, đã highlight rất nhiều trong đấu trường diễn học Serie B của chúng ta. Và trận đấu này, tôi nghĩ rằng tình huống quẩy của Bin ở khu đứng giữa cũng sẽ là một pha highlight trong tuần này. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Bây giờ thì bên phía của Evos họ ăn xong tà thần Seja và ăn cho mình con rồng bạo chúa này. Con rồng bị kéo hơi xa phải không nhỉ? Hình như là kéo hơi xa, nhưng mà nó vẫn ăn được. Vẫn ăn được đấy, vẫn ăn nhưng mà phải nhanh, nếu không nó lại lùi về. Năm người đang đến này, Wygott này, Wygott kẹt lại ở đây rồi, trúng cho mình đó là đoạt mệnh xích của Bin. Con rồng đã phải nằm xuống, Wygott đang kẹt lại ở giữa. Anh ta chắc chắn là nằm ở trong tình huống này rồi, dù hồi lại được một xíu máu. Bên phía người Vos họ bỏ bạn trong tình huống đó. Rồi không sao, may mắn đó chỉ là cái điểm hạng cục của người trợ thủ mà thôi. Quan trọng là họ có được mình con rồng bạo chúa, và thậm chí là họ cũng không mất đi cho mình đó là quyền hắc ám. Nhưng ở khu vực này thì Dopa quá là mạo hiểm, và anh ta cũng quá là danh mãnh đi, cố gắng lợi dụng cho mình cái tốc đánh đến từ lượng sát thương chuẩn để bào vào trụ, nhưng anh ta bị nhốt lại và chỉ cần một đòn đánh nữa thôi. Một đường siêu cấp dành cho bên phía của Evos. Nói chung Dopa có bị hạ trong tình huống này thì anh ta vẫn là ngon, lãi quá, lấy được cái trụ rồi xong rồi. Ôi anh ta ăn được QWERTY đấy. Ôi QWERTY nằm rồi, Dopa vẫn đang quẩy này. Dopa ăn được tốt, ăn được thôi. Không ăn được. TF vào thì Thunota chạy đi đâu, nằm là cái chắc rồi. Easyhun thì cũng đang có mặt ở đây, con rồng đang nhổ vào khu vực trụ giữa. XG có mặt,
bắn vào người Ezion chứ không bắn vào trụ, bây giờ mới bắn vào trụ ở hai đường rồi, khu vực đường dưới lính cũng đang tràn lên, sắp sửa có sân bay đến nơi rồi, và Evot đang đứng trước cơ hội rất lớn để có được chiến thắng. Lúc này thì GTV họ đang có hai thành viên thôi, hai người này thì rất ít sát thương và sẽ không thể phòng thủ được, trong tình huống này là cái chắc. TS tiếp tục đến và có thêm cho mình một điểm hạ gục nữa, và sẽ là chiến thắng 1-0 dành cho bên phía của Evot. 1-0. Tuy là Evot Esports thắng nhưng cái màn trình diễn của họ vẫn chưa thể thuyết phục được tôi cho lắm, khi mà những pha di chuyển ban đầu nó hơi rườm rà, và thậm chí là cái pha mà họ đối đầu với cả Bin Họa Mi nó là hơi thừa thãi trong tình huống đó. Khi mà lúc đó là tôi nhớ không nhầm là ngay sau khi mà Leonine ta nằm xuống thì cả White God và sau đó là thêm cả Bin Họa Mi lên để đối đầu nữa, dồn rất nhiều liên tiếp đến từ Evot rồi. Quan trọng là GTV chơi thế nào nữa, quan trọng là GTV chơi như thế nào nữa. Còn Evot thì tôi nghĩ rằng họ lời nguyên là một cái thứ tham khảo thôi, tham khảo nó chỉ là mang tính chất thú vị thôi, vui thôi. Cấm chọn đến từ ván đấu thứ hai, GTV bên phía đội xanh, Evos ở bên phía đội đỏ. Như vậy là GTV đội thua ở ván trước quyết định chọn cho mình là cấm trước chọn trước. Họ cấm Veres, và bên phía của Evos họ cấm Florentino. Chờ xem là lượt cấm tiếp theo GTV sẽ không muốn đối thủ dùng gì. Với những lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên, tôi nghĩ rằng có thể họ thử cấm Timmy ván này. Timmy và Hayate. Khả năng cao là hai vị tướng này, một trong hai. Nào để xem nào, Timmy. Slot còn lại Hayate hoặc Sephira. Thực ra hai Sephira thì thôi. Sephira họ không cần phải cấm, tại vì đối phương thì dùng rồi. Thì nên lần này chắc là Hayate hoặc là Cafeni chăng? Mà dù tôi thấy ở CB này Cafeni cũng dùng rồi, GTV dùng Cafeni rồi. Thì bây giờ còn là cấm Richter. Thở Hayate. Đơn giản thôi. Thì lấy Hayate. Ok, cũng ngon, sự lựa chọn này là khá ngon. Đầu xuôi đuôi lọt, lấy được cho mình vị xạ thủ khá mạnh, đó chính là Hayate. Vị xạ thủ của Hot có lẽ bậc nhất lúc này đi. Tôi thấy rằng là như vậy đấy. Nếu mà so sánh cái khả năng tạo đột biến thì Hayate nó là vị xạ thủ mà dẫn đến tốt. Và ngoài ra với những người chơi có kỹ năng tốt thì Hayate này một bài rất đáng sợ. Thực sự là như vậy. Dồn đam rất ghê với những cái chuỗi phi tiêu và đặc biệt là cái bão phi tiêu của Hayate nữa. Và căn bản là bạn sẽ không thể nào có được một biện pháp nào đối đầu lại lượng sát thương trí mạng chuẩn cả. Đáp sát thương vật lý thì bạn có cách có thể kháng được, nhưng sát thương chuẩn tôi nghĩ là rất khó. Giai đoạn cuối trận đấu thì có lẽ là khó ai ăn được vị tướng Hayate này. Nhưng Hayate thì cũng là một dạng kiểu xạ thủ nó hơi khác một tí, nó đánh không phải là xa, có phần nó kiểu băng vào ấy, nó kiểu dạng đấu sĩ sát thủ, nó có phần lai lai sát thủ luôn, lai lai sát thủ. Nó kiểu tu len ấy, kiểu tu len cũng kiểu cũng phải bơi vào, cũng là thế. Tôi mới nói là những cái vận động viên mà họ có kỹ năng cao thì họ dùng Hayate sẽ ghê, như kiểu Ara trong Bob Winning chẳng hạn. Đổi ngược lại bên phía Evos thì họ cũng có hai lựa chọn. Đầu tiên mình chọn luôn Nacross cho TF này, và Sephira chọn luôn thì cũng tôi nghĩ không hợp lý lắm. Sephira bên phía của GTV họ chọn rồi, chọn thứ ba, chọn vị tướng chọn thứ ba là Sephira cũng được đúng không? Bây giờ lấy một vị tướng khác, còn thứ ba muốn chọn Sephira thì vẫn được. Nhưng lần này để xem nào, cũng khá tự tin đấy. Tôi đã trong đầu tôi đã nghĩ là gần như là đến 90% là TF sẽ lôi Nacross ra rồi nếu mà không được cấm lại. Thì anh ta đem ra luôn, có vẻ như đây vẫn là một thứ mà TF cảm thấy tự tin thích nhất. Thích chơi. Nó thuận tay nữa, và đây là ván đấu tương đối quan trọng với cả Evos. Không, nhưng nói gì nói thì Nacross muốn chơi hay thì phải bay. Như kiểu TF, tôi không đánh giá anh chàng này có sự ổn định, nhưng anh ta là người có sự bay. Phải công nhận là TF cũng bay đấy. Có những trận TF đánh bay nó là khủng khiếp luôn chứ không phải là bay bình thường. Nhưng anh ta đẩy lẻ đúng không? Đấy, cái trận đẩy lẻ ở trận backdoor ấy, vòng cách đây 2 vòng, 3 vòng. Cách đây 2 3 vòng đấy. Đấy. Thì được, nhưng mà nếu trong trường hợp mà anh ta kiểu bị tâm lý thì đánh nó tù lắm, tù khủng khiếp. Thậm chí tôi còn nhớ ở trong một cái lần test tướng cùng tuyển thủ, một cái lần mà hình như giao lưu với cả TF, hồi đấy là như Tuấn Bell dẫn, thì có gọi là tiếp xúc với thần rừng mới, khi mà Swing Phantom cùng với TF lên ngôi, thì có buổi giao lưu đấy thì TF có quẩy con Nacross, nhưng mà hôm đấy quẩy kiểu quẩy thử thôi, nhưng mà nó cũng không hay lắm. Cái buổi đấy là cái buổi để trước khi đội tuyển Việt Nam đi thi đấu đúng không? Không nhớ. Cái buổi đấy là cái buổi mà ngày đầu tiên là follow rồi đến TF các thứ. Đúng rồi. Đấy thì hôm đấy là chơi Nacross này đánh rank thôi nhá, nhưng cũng không phải quá ghê. Đấy, nghĩa là ông kiểu dạng ông hơi tâm lý này là hơi bị kiểu không. Nhưng mà có cái bay bướm ở trong tâm lý thật. Nghĩa là anh chàng này có một sự bay bổng, nhưng mà cái sự mất tập trung cũng có. Nghĩa là anh ta cũng không hoàn toàn là ổn định. Nhưng mà những cái ván nào mà anh ta thi đấu xuất thần thì cũng đúng rồi. Đấy, hay. Tôi muốn nói là như thế, anh ta không ổn định nhưng anh ta bay lắm. Bay mà. Anh ta phế khủng kia luôn. Quay trở lại với cấm chọn chúng ta đi. Đó là Hayate, đó là Omen, đó là Tulen. Dành cho bên phía của GTV, họ cấm luôn đi Van Hen à? Van Hen cho lượt cấm đầu tiên ở phase cấm thứ hai. Ngược lại bên phía Evos thì họ đã chọn Sephira và Nacross trước rồi, Nacross cho TF và Malok.
chọn luôn Maloc. Thế thì tôi nghi là bên phía của Evos họ sẽ chơi theo kiểu là Maloc với cả Sevilla đi chia kinh nghiệm đứng giữa. Ừ, chính xác. Xong rồi Maloc cũng lên cho mình cái đồ hách tiền, Sevilla lên cho mình cái gọi là công phép, sát thương phép. Đấy, xong rồi hai người đi với nhau chơi kinh nghiệm với nhau, xong cùng hỗ trợ có mặt trong khu vực rừng đối phương, gây khó chịu với kiểu đoạt hồn, xong rồi bên kia thì ao tù các thứ để lao vào cũng được. Thì mạnh chứ? Mạnh đấy, hiệu quả đấy. Lắm. Mà lại còn có Nagros cho TF nữa. Evos muốn thắng 2-0 mà. Đây là tướng họ lấy tướng rất mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu, họ muốn đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên, nhưng mà nên nhớ là không nên nóng vội. Tại vì Evos Esports này đã có ván đấu họ nóng vội rồi. anh Huy Vũ vừa là nghi Evos lắm. Nghi lắm. Tại vì lúc đó tôi nhớ nhá, chỉ cần hai phát chém cuối cùng đến từ TF thôi là cái nhà chính nó sẽ nổ, nhưng mà không còn cái nhà cái xe lính nữa và máu của TF thì anh ta còn quá thấp nên anh ta vẫn cố gắng băng vào để tanh trụ. Thì lúc đó anh ta cũng trận nào nhỉ? Trận Evos đối đầu với In the Dark. Trận đấy Evos thắng hay thua nhỉ? Thua. Và lại là TF của chúng ta đúng không? TF mà con đấy của bài Nagros của anh ta. Đây này, cấm luôn Arum để cho trong giờ mà Nagros băng vào đỡ bị thu khốn. Cẩn luôn. Và cấm Anette. Cấm Anette nhận thấy đối phương không có xạ thủ, không có trợ thủ. Không có trợ thủ. Cấm thôi. Cafeni hợp lý. Được. Để xem là IG chơi Cafeni như nào. Hình như là IG cũng từng chơi Cafeni cũng khá nhiều rồi, tôi không gọi là quá ấn tượng đến từ anh chàng IG này. Anh chàng này thì tôi thấy chơi Teohannat thì còn gọi là có một chút để chúng ta nhớ đến, còn những con bài khác kiểu dạng như Moren hay là Cafeni thì thực sự anh ta chưa có một dấu ấn nào cả. Bình thường. Có thể là do cái khoảng thời gian chúng ta lại có 5 vòng đấu nên không thấy rõ được. Đúng. Thực ra thì nếu mà anh ta là một người gọi là nổi bật hoàn toàn hẳn ra thì chúng ta nhận được ngay. Nhưng không nổi bật hoàn toàn chúng ta cũng nhận được ngay. Tại vì Evo Esports thì chúng ta chỉ nhớ được mặt điểm tên đúng một anh chàng đó TF mà thôi. White God. Ok, thu nô tạ đang chọn mình là Quillen. Quillen này sẽ nằm trong tay Quoty đi rừng. Còn đó là Phương Tây Quy với Thên. Như là ngày hôm kia là Thên cũng được Phương Tây Quy sử dụng. Hơi khó. Và cũng nói chung không ăn thua, không có vẹo gì cả. Đội hình Evos thả diều như thế này mà Excalibur thì có một độ trễ khá cao. Mở giao tranh trong cái tình huống như thế là không quá hiệu quả. Sao lại chọn Thên? Có chăng tại vì ba Doom là họ không sử dụng rồi. Thì trợ thủ thì họ cấm nốt cả Anette và Arum rồi, thì đồng nghĩa việc là họ chỉ còn đâu đó sự lựa chọn là Alice là một này, Thên là hai này. Có lẽ là họ muốn hướng nhiều nên khả năng chống chịu. Ok, Châu Na cũng được đấy chứ. Châu Na, tôi nghĩ Châu Na chỉ nên để đối đầu với cả Lassie thôi. Châu Na bây giờ thực sự là cũng kiểu bị thất sủng rồi. Cứ nói chung là cứ có Darcy thì sẽ có Châu Na, còn không thì có lẽ là chúng ta không có Darcy thì cũng không thấy Châu Na luôn. Ngày xưa Châu Na đi đường đơn mầm, đi đường giữa chị. Được luôn mà. Đi đường giữa luôn. Hồi cầm chính trị lên dìu máu. Bây giờ thì cái thời đấy nó xa quá. Lữ bố càn quét hút máu nào để xem Lữ bố sẽ đi đường với cả khả năng Lữ bố nào. Bản mới là Lữ bố rất khỏe đúng không? Nhưng có, Lữ bố bản này thì Lữ bố bình thường. Lữ bố này thì cũng được tăng một tẹo. Có, bản này có được tăng sức mạnh, nhưng mà tới đầu với cả Omen thì có lẽ là cũng là năm ăn năm thua cái chắc rồi. Tôi nghĩ là không ăn được Omen. Không ăn được Omen, Omen dựng sát vực lên thì Lữ bố bật chiến thần lên đánh nhau. Trao đổi tay đôi thì có lẽ là không ăn đâu, sẽ không có tình huống trao đổi tay đôi trực diện đâu. Nhưng mà chắc chắn là Lữ bố thì phải đánh có một chút chiến thuật, tại vì Lữ bố này là Lữ bố mà bạn thiên về khả năng đẩy lính và kiểm soát hơn, và sau đó là sẽ băng vào sau cùng hoặc là mở giao tranh để có thể hút máu. Khi anh ta hút máu với cái chiến thần thì anh ta sẽ đóng vai trò là một lá chắn. Okay. Thứ nhất là có thể gây lượng sát thương, thứ hai là có thể trở thành một tanker đích thực để cản quét. Lữ bố thì cũng có cái xích thố, xích thố được. Anh ta đấy là cái hơn của Lữ bố so với Omen, lướt được. Ví dụ thấy Omen căng quá thì anh ta chạy. Nhưng mà Omen thì gây đột biến. Omen thì ổn định đều, khỏe. Bây giờ giả dụ mà Lữ bố mà băng vào từ sau, xong Omen cũng băng vào từ đằng sau, tốc biến sát vực một cái, thì Lữ bố dùng cho mình cái chiến thần để chơi với ai? Tình huống đó, lúc đó thì đối phương có cả dính sát vực rồi. Chiến thần lên thì tôi nghĩ rằng sát vực sẽ là cái thứ nó ok hơn chiến thần. Chính xác, nó sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng của quan trọng là Omen phải tốc biến sát vực chuẩn và người Lữ bố không cho xích thố chạy về. Đấy. Tại vì chiến thần nó chỉ có tác dụng khi mà bạn gây sát thương lên đối phương thôi đúng không? Còn nếu mà bạn không gây sát thương lên đối phương thì cái chiến thần đến từ Lữ bố nó là vô hại. Nhỉ. Đó. Thế thì mà dính cái sát vực là coi như là một say bye bye à? Đó là một sự lựa chọn khá là counter, nhưng mà rõ ràng là bên phía của Evos họ lựa chọn Lữ bố sau đúng không? Chọn sau mà. Chắc là kiểu muốn vào rừng kiểu móc máy mà. Móc máy. Kiểu vào rừng gây khó chịu xong chờ thôi. Mà tầm này mà xong cầm chung xích thố chạy đi thôi, tránh sát vực. Lữ bố này chắc là cầm tốc biến. Còn Lữ bố mà bây giờ cầm trừng trị thì cũng hơi khó.
khó chơi. Ok, chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai của kèo đấu giữa GTV và EVOS. Lúc này GTV đã để thua trong ván đấu đầu tiên trước EVOS với tỷ số 0-1. Họ sẽ cố gắng kiếm lấy một chiến thắng. Bây giờ thì với điểm số đang có, GTV nếu như họ đánh bại EVOS với tỷ số là 2-1 thì sẽ bằng điểm với EVOS. Nhưng GTV với một penalty point mà họ phải chịu, chắc chắn là hiện tại họ không cải thiện vị trí nữa và sẽ chắc chắn là xếp thứ 5, không còn mơ được đến 10 triệu ở vị trí thứ 4 nữa rồi. Ok, và chúng ta sẽ có được hướng ăn rừng của hai người đi rừng bên phía Quillen trong tay QWERTY. Thì anh ta ăn mình bùa đỏ trước, ngược lại Nakot ăn chung màu xanh. Không có gì là lạ cả, ở đây phương tích quy đẩy vào người của White God. Quỷ kiếm đến từ Admin. Con quái thì nó bị tranh chấp hay sao mà phải quay về thế này nhỉ? Chắc thế, kiểu vào cướp con quái xong ông Ezion. Nhưng mà rõ ràng là thế đẩy là tốt hơn rất nhiều nhá. Nhưng mà White God lại lỗ máu cũng tương đối khá đấy. Ừ, vì White God là một vị tướng nó kiểu mềm hơn thì gì phương tư quy là thên là cũng khỏe rồi. Ô ganh sớm bên họ bị đánh này, và TF là người đang băng, và TF có cho mình level 3, anh ta có hai bùa dưới chân nhưng thiếu sát thương. Bin quay về thành công rồi, khu vực đường dưới thì có lẽ là cũng không có tình huống nào cải thiện thêm cả, khi mà người chủ động hơn sẽ vẫn là Hayate và Cafeni sẽ vẫn là rơi một cái thế bị động. Cafeni lại bị đè dùng ván trước, đè ván trước Cafeni cũng bị đè, cũng khổ. Nói chung Cafeni đang hơi đen, nếu mà chọn thì thường thua, đến bây giờ là đang kiểu bị thất thế một tí rồi. Ezion ở đây và anh ta là Tulen nhưng không có sự hỗ trợ. Tulen kiểu như là ở phương tây quy đang di chuyển khá nhiều, lấy tầm nhìn cho đồng đội là nhiều, chứ không hỗ trợ Tulen vì Tulen đẩy lính cũng khỏe rồi. Ở đây TF đang di chuyển và quyết định là sẽ ăn con khỉ đầu lá trước rồi sau đấy mới can thiệp vào giao tranh. QWERTY có mặt ở đây và chuẩn bị đánh nhau hay chăng đây? Chưa, bật ẩn sát hơi sớm. Ừ, rồi sau mất ẩn sát rồng. Bây giờ là khó cơ sở để QWERTY thể băng vào ba đây, khó dễ được rồng. 4 XG cũng đang tấn công con rồng. TF cũng vậy, phương tây quy có mặt và lao vào dùng cái xung phong của mình chúng một người của Admin. Tunota cũng đang bắn. Ô QWERTY đã lấy được rồng rồi, và đó sẽ là lợi thế dành cho bên phía của GTV. QWERTY vẫn đang tiếp tục quẩy, anh ta có cho mình được hai bạn hay ba nhở? Hai thôi. Hai bạn XG yếu máu quá nhiều rồi, chắc chắn là dính lôi điểu thì nằm là không có gì phải bàn cãi. Bất ngờ chưa? Tap dành cho QWERTY nhá. Lúc đầu tôi đang định bảo là anh ta hơi quán khi bật cho mình ẩn sát sớm quá. Tại vì TF chỉ nhấp nhả vài cái là bật ẩn sát để kiểu trốn. Tại vì anh ta không có tầm nhìn đúng không? Anh ta sợ tầm nhìn là bật ẩn sát lên là TF đang có mặt ở đấy là bật ẩn sát là hợp lý chứ. Quả anh ta băng vào mà lấy được cái con rồng trước mặt TF, thế thực sự là nó khá là ghê đấy. Là ghê đấy. Huống này hơi có một chút bất lợi dành cho bên phía của EVOS rồi đấy. Hơi bất lợi rồi đấy. Bây giờ đang là 4-1 về số mạng hạ gục này, rồng đầu đang 1-0 này, và tiền đang chênh lệch khoảng 2.000, chưa 2.000 nhỉ? Chưa 2.000, 1.800 gì đấy, gần 2.000, 1.800. Dopa ở đây đang bị đè khá nhiều với Omen, như chúng ta đã dự đoán thì lực bố không chơi được Omen ở đây. Thì phương tây quy cũng đang móc máy khung rừng của đối thủ. White God đang băng đến ở một tình huống mà anh ta có lẽ không nên làm như vậy, mặc dù anh ta đã có chiêu cuối luyện ngục nhảy vào không bắt được bất kỳ ai, nhưng khép góc được là có thật. Phía sau XG đang sấy một người phương tây quy và anh ta không thể nào mà chống chịu được nữa. Ở đây sát vực được dựng lên những gì mà chúng ta đã nói trước khi bước vào trận đấu này, và để xem là Dopa đang làm gì. Anh ta đánh ngược lại Minami đơn giản bởi Admin là người có mặt ở phía sau rồi. Tình huống mà tưởng là White God thua, mà rõ ràng là anh ta đã câu kéo một khoảng thời gian khá dài để giúp những đồng đội mình lên tái giao tranh. Nào QWERTY tiếp tục gây được một lượng sát thương khá lớn lên người của White God, nhưng White God với cái chất tướng của mình nên về anh ta sẽ ổn thôi. White God sẽ ổn thôi, nhưng mà phải về rồi mới ổn được. Ở đây thì Thunota cũng đang để đường ngang phèo với cái thủ QWERTY của đấy. Chắc chắn các bạn rồi. Quay ra sau lưng để chém. Tốc biến chạy về, QWERTY quả đấy phải giết được chứ nhỉ? Sao lại không ăn được XG nhỉ? Thunota cùng với phương tây quy có mặt ở đây và có một con lính thôi, XG sẽ dọn được nó. Lúc này thì GTV vẫn đang tận dụng được những ưu thế của họ đây, chưa đến giai đoạn mid game chưa biết gì đâu, nhỡ đến mid game mà họ lại tự quăng ấy. TF đang có mặt để dọn lính cùng với Admin và thế thôi. Nói chung là cái pha mà TF bị mất rồng đấy là phần cũng là lỗi do anh ta đi, bởi với một tư cách một người chơi Nakroth và là người chơi đi rừng thì lẽ ra anh ta phải là người có cú trừng trị rồng thành rồi. Công thì đấy, TF cũng hay mất rồng mà TF thì đó cũng một phần là lỗi đến từ EVOS chứ không hoàn toàn là thành công đến từ cú giao tranh của GTV. QWERTY cũng hay nhưng mà EVOS cũng quả đấy cũng hơi dở. Bin họ mi bật cho mình sát điện tốc biến luôn, nhìn thấy TF nhưng TF lướt được cơ mà. Bin họ mi quay lại cố gắng cò quay và anh ta đã phải nằm xuống. TF đang chăm sóc cho đó là lữ bố tương đối nhiều ở khu vực đường trên, đã xuất hiện ít nhất là 2 lần rồi, và bây giờ thì con rồng này chắc chắn sẽ dành cho GTV, nhưng có thể là cái trụ đường trên không, trụ đường trên có Tulen ra rồi và sẽ vẫn được bảo vệ thành công bởi bên phía của GTV. Con rồng nó dành cho GTV luôn. Rồi, hai con rồng dành cho GTV là những gì mà họ có được sau 4 phút thi đấu đầu tiên. Những pha thi đấu có vẻ có phần khởi sắc chút. Nhưng cái sự đột biến chúng ta cần thấy ở QWERTY ta chưa thấy. Tại vì là tình huống mà anh ta suýt nữa có điểm hạng cục của XG nhưng hơi bị gọi là rườm rà một chút, dẫn tới việc mà XG anh ta dễ dàng có thể tốc biến quay trở về. Quả đấy thoải mái cực. Quả đấy hoàn toàn anh ta thể sốc sát thương chết được XG. Quả đấy là anh ta còn rất đàng hoàng, anh ta ra sau lưng để chém cho nó chí mạng hoàn toàn luôn. Nhưng mà chơi thế thì cũng hơi lý thuyết quá, tại vì anh ta cứ phải cố là phải đằng
ra đằng sau để có thể tối ưu lượng sát thương. Đúng lên rồi. XG. Chính vì cái lý do là ra đằng sau, sau đấy là XG anh ta tốc biến về nên mới không làm gì được. Ở đây thì đang có tình huống Phương Tây Quy và Thu đã tiếp tục tạo ra áp lực lên khu vực đường này. White God anh ta cũng có mặt để phối hợp cùng với XG, vì nãy giờ thì XG vẫn đang bị đè khá nhiều. Chuỗi video Thu Nữ đã trúng vào người White God có lẽ cả 6 cái. Ở đây Quanti đang đến, White God chắc chắn sẽ bị chém nhưng anh ta dùng cho mình chiêu của Excalibur chỉ giúp giải quyết lính mà thôi. Mưa lên thành cũng đã được xả ra. Phương Tây Quy là khá cứng trong tình huống này nhưng có lẽ sẽ có trụ hay trang đây. Đó là trụ dành cho bên phía của GTV và hai thành viên của Evos họ đang lùi. Phương Tích Quy đang băng đến dùng cái xung phong của mình nhưng anh ta hơi húng một chút. Đó là bão liên, đó là bão phi tiêu của Thủ Nô Tại, anh ta lấy được mạng của White God. Còn một người nữa đó là Caffeine thì đang lùi. GTV họ đang làm khá tốt ở thời điểm hiện tại. Admin lao đến dùng cho mình cái luyện ngục và chém quỷ kiếm vào người Thủ Nô Tại, nhưng Quanti lúc này là khỏe lắm rồi và Thủ Nô Tại lấy đi được cái mạng của đó là Malok TF cũng đang xuất hiện và Dopa cũng thế, bảo vệ thành công cho mình cái trụ này, bảo vệ luôn cho mình cái con khổng lồ thuật sĩ này. Tu lên đang đến, Tu lên đang bị dí nhưng Tu lên có được mạng của TF. TF đang làm gì đây và Dopa cũng đã phải nằm xuống. Và như vậy là hoàn toàn giao tranh thắng lợi là những gì mà GTV đã có trong tiếng vừa rồi. Nói thế nào nhỉ? Có vẻ như là cái tiên đoán của tôi nó không hoàn toàn mang tính chất gọi là để cho vui đâu. Khi mà rõ ràng là tới thời điểm này thì Evo đã đem đến chúng ta màn trình diễn mà tôi thực sự là khó hiểu trong tình huống đó, khi mà cái chất tướng quả đấy TF không ổn. TF một không tốt. Anh ta định vòng đằng sau, anh ta cố gắng dưới này bắt vào Phương Tây Quy. Anh ta có được điểm hàng của Phương Tây Quy nhưng mà sau đó thì anh ta vẫn tiếp tục gọi là cố gắng quay trở lại bảo thủ để giữ được con bùa xanh. Anh ta sợ mất bùa xanh quá, pin nó bị đánh xanh, pin sát điện chạy. TF bây giờ không ổn lắm bởi vì tiền của anh ta ít, anh ta có 3.000 300 tiền mới lên xong cái đồ đi rừng thôi và cũng có cái giày có hiệu ứng để lướt cho nó nhanh hơn. Nhưng nói chung là sát thương anh ta là chưa nhiều nên đâm ra quả đấy không ăn được Tulen. Tulen tình huống đấy tôi tưởng Tulen nằm cơ, bởi vì lúc đấy là số người của Evos là đông hơn, đang là 2-1 đấy. Tulen đến và chơi một cách rất kiên quyết. Anh có để ý, anh Sơn có để ý thì Easy Hun mặc dù anh ta xanh nhưng anh ta sẵn sàng hy sinh slot đồ của mình rất sớm để lên sách truy hồn. Ok. Để hạn chế tầm ảnh hưởng của Zebra khiến cho cô nàng này không thể hồi máu được và cả Dopa nữa. Đấy, điều đó mặc dù anh ta bị gọi là thiệt hại về mặt sát thương nhưng anh ta vẫn có thể có được một con KDA quá đẹp như thế kia. Là 402. Quả đấy anh ta ăn mạng nhiều quá đấy. Ăn mạng nhiều quá. Ấy, nhiều. Anh ta chỉ cần lôi điểu gọi là chuẩn xác là được thôi. Ăn mạng nhiều đâm ra là bây giờ đồ nhiều thì khỏe thôi. Rồi. Lướt vào nó thoải mái giờ luôn. Thêm chơi cái được. Mặt nạ hay kết nữa thì là ghê luôn ấy. Ghê luôn. Bây giờ đang là 5.500 tiền rồi, chỉ kém mỗi 2 AT. Nói chung nhìn cái thế trận này thì ai cũng nghĩ rằng là GTV thắng thôi. Để xem là tiếp theo thì họ sẽ làm gì. Bây giờ còn khoảng hơn chục giây nữa là con Seja ra. Tôi nghĩ rằng họ tổ chức ăn Seja thôi. Ở đây thì Phương Tây Quy Excalibur này và người White God chạy không cần dùng chiêu cuối luôn. Khổng lồ thuật sĩ thì chắc chắn là thuộc về GTV rồi. Lúc này thì TF ở đâu nhỉ? TF đang trên gánh Biên Họa Mi. TF ở trên gánh Biên Họa Mi, TF ở trên anh Quy. Anh ta bị gánh ngược trở lại bởi Biên Họa Mi và đã phải nằm xuống, đồng nghĩa với việc là tiếp tục là một thế đẩy dành cho thành viên của GTV. Dopa đang ở đây lướt qua bờ tường ở phía kia thì Izun có được mạng của XG. White God đang ra mặt ở đây không để dọn được lính được nữa và anh ta quyết định là sẽ lùi. Một thế đẩy rất triệt để được tạo ra bởi thành viên của GTV, họ sẽ cướp bóc toàn bộ những gì đang có ở trong rừng ở hai bên phía cánh rừng của Evos. Mất quá nhiều thời gian, mặc dù họ có lợi hơn về mặt người nhưng tuy nhiên thì TF bất ngờ nằm xuống. Một pha solo kill thành công mà thậm chí là Biên Họa Mi anh ta còn chấp người cơ. Đó có đến hai thành viên khu vực trên. Có Dacros mà không ăn được Gomez luôn. Thôi, tình huống này thì tôi đã định nói là thế này Evos vẫn đánh được. Nhưng mà tôi chưa kịp nói đến câu đó thì bất ngờ là TF nằm xuống. Nằm thì đánh đấm gì nữa. Tầm này tầm đâu đó khoảng 7.000 tiền rồi. 7.000 tiền. Có lẽ là Evos chưa bao giờ làm tôi gọi là bất ngờ cả. Thực sự là hơi buồn như Evos. Hơi buồn nhỉ. Như nào nhỉ? Bây giờ nếu mà trong trường mà họ thắng 2-1 thì vẫn còn cơ hội, nhưng họ phải chờ đội iMaster phải thua 0-2 trên The Dark cơ. Nói chung hên xui lắm. Thu Nô Tạ đang ở đây và anh ta bắn chuỗi phi tiêu của mình khá tự tin. Có một mình ở đây thôi, trong khi Evos họ có khá đông. Trong khi đó thì vẫn là một thế đẩy khá cao tạo ra bởi Omen trong tay của Bin. Easy Hun, Phương Tê Quy. Không có lính à? Chưa có lính. Không có lính. Tại sao lính lên chậm thế nhỉ? Về ăn xe ra thôi. Rồi bây giờ, đúng rồi, bây giờ mà muốn ép thế lính là Benzeza thôi. TF đúng máu. Tôi nghĩ GTV không nên mất thời gian này. Lấy được cái trụ thứ hai này sau đó là tập trung ăn Seja thì nó hợp lý hơn. Chưa ăn Seja, Admin đây làm gì đây? Quẹt quỷ kiếm, Dopa cũng lang thang ở đây. Lao vào súng xích tố chẳng trúng vào ai cả. Thậm chí còn dính chuỗi phi tiêu và đang phải lui. Rất dứt khoát, đó là luyện ngục được tạo ra. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai. Trang đây Biên Họa Mi thì vẫn đang quẩy nhưng anh ta yếu máu khá nhiều. Quay lại đánh vào Dopa đã phải làm Quanti băng qua băng lại. Quanti vẫn đang lấy đi những cái mạng mà anh ta cần phải lấy. Nhưng không, nó làm tình huống mà anh ta kẹt lại và dính luôn. Đó là những cú bắn của XG, với XG có được điểm hạ gục rất quan trọng mà anh ta có được. Rất quan trọng. Đầu tiên là Biên Họa Mi nằm xuống. Và với một người chơi đang quá xanh như Biên Họa Mi thì thế thì việc anh ta nằm xuống đã vô hình chung giúp cho bên phía Evos có lại một chút lợi thế.
rõ ràng là đấy. cái nhược điểm là luôn thì không nghe đúng cái nhược điểm về việc là họ không biết cách kết thúc trận đấu, nó lại tiếp tục đang diễn ra, họ đang mất quá nhiều thời gian là việc cố gắng ép lính của đối phương không để làm gì hết. Đúng rồi, đó là tình huống mà tôi thấy rằng admin chơi dứt khoát đấy, anh ta có một cái luyện ngục lao ra mặc dù lúc đấy vẫn còn xe lính nhá, và lúc đấy là cái lượng tiền của bên phía GDV họ đè kinh khủng và số lượng người của họ ở đấy cũng là 3. Thì cái việc mà luyện ngục lao ra như thế là cực kỳ dứt khoát và anh ta giúp cho bên phía của Evos có được một cái thế để họ bật lại trong tình huống đấy. Và bên phía GTV họ bị cản lại bởi cái sự khống chế đến từ chiêu cuối của Malok. Họ đó, không thể dấn thêm. Mà cái chiêu cuối đó lại còn thêm cả cái chiêu mưa liên thanh đến từ Cafeni nữa. Nó là một cái dàn chắn nó quá tốt rồi. Gần như không có cửa bên phía của GTV có thể né ra được khỏi combo đó. Bây giờ thì đang số lượng người bằng nhau này, đang có mặt ở đây để kiểm soát con tà thần C ra này. Phương Tư Quy đứng hơi cao một tí nhưng anh ta bây giờ cũng khá khỏe, không sợ lắm. Bin vẫn đẩy đường, Bin đẩy lẻ. Nếu mà từ ban nãy họ tập trung ăn Caesar thì có lẽ thế trận đó đã khác rồi. Bảo mà. Tại sao họ cứ phải tập trung vào việc là dồn ép như thế để đóng băng cái thế trận, họ đã tự làm khó chính mình đấy chứ. Chứ bây giờ để cho Cafe đi là cũng lớn phết rồi đây này. Anh ta là 3-2-1 và số tiền đó là 7.000 mốt. Anh ta có cung tà ma rồi. Đấy, có cung tà ma bật lên bắn thốn này. Có kiếm phàm đang chuẩn bị lên cái thương xuyên phá đúng không? Hay là Muramasa? Tôi nghĩ là anh ta định lên đồ xuyên giáp, có thể là Muramasa hoặc là thánh kiếm này. Tôi nghĩ khả năng nghi về thánh kiếm nhiều hơn. Sau đó hoặc là thêm một kiếm lại có cái đấu sĩ đúng không? Có cái thương đấu sĩ, đấu sĩ tôi nghĩ là anh ta lên đồ xuyên giáp rồi. Tôi nghĩ là Muramasa nhất. Muramasa. Tầm này lên Muramasa tôi thấy không nhiều thì phải. Không ổn lắm. Nếu mà lên Muramasa thì không ổn lắm. Ăn xong tà thần rồi. Chắc vẫn ưu tiên lên thánh kiếm, còn cái mảnh kia muốn lên đồ xuyên giáp nó khác thì lên chứ nhỉ? Nói chung bây giờ nên lên sát thương nhiều hơn. Người ta chưa có mấy sát thương mà. Nhưng mà ăn xong tà thần rồi và thả rồng ở khu vực đứng trên. Và tiếp tục là Bin đẩy lẻ khu vực đứng dưới tạo ra áp lực này. Ezreal cũng đang đẩy khu vực đứng giữa và họ sẽ có một đường lính siêu cấp ở trong tình huống này. Chắc là như vậy. Đang tổ chức giao tranh ở đây, đồ pa lên quá cao. Làm rồi. TF băng đến, TF chém lính. White God bị nhổ bởi rồng, bị bắn bởi thủ nô tạ. Rồng nhổ vào trụ trên. TF đang băng ra, TF vẫn đang thoát về được không? Anh ta không thoát được thì đúng hơn ở phía sau thì XG là người xả mũi liên thanh nhưng cũng chỉ giúp cho những con lính phải nằm xuống mà thôi. Bên phía của GTV họ vẫn còn cả 5 người ở đây và con rồng ở khu vực đường trên vẫn chưa được giải quyết bởi các thành viên của Evos. GTV tôi đã nói là họ có được một đường và bây giờ họ đang có thêm những mạng hạ gục nữa. XG đã phải nằm rồi, sát thương chủ lực đã nằm. Ở phía kia thì Bin họ mi đẩy không ai cản được anh ta cả. White God cũng thế, Excalibur chạm vào người White God đẩy cho anh ta phải về nhà và đó sẽ là chiến thắng dành cho GTV và tỷ số là 1-1. Rồi, tỷ số là 1-1 dành bên phía của GTV. Lẽ ra cách vận hành của EVO trước khi con rồng đầu tiên bắt đầu thì gần như là họ có được lợi thế ở tất cả mọi chiến tuyến. Nhưng mà ngay sau khi họ để mất đi cho mình con rồng cũng như có điểm hạ gục thì đó là cơ hội cho GTV họ băng lên. Và đó lại là sai lầm tôi nghĩ đến từ EVO nhiều hơn là cái sự gọi là thuyết phục đến nửa về sau của GTV. Nhưng mà rõ ràng là GTV vẫn có một điểm phạt đúng không? Không. Thì họ sẽ tính điểm trước, đầu tiên là tính điểm. Nghĩa là bây giờ tính điểm trước. Đây, nó sẽ là như này, -1 này, còn ông này bị trừ đi 1 điểm thì sẽ -2. Hai ông bằng điểm nhau. Không, -2 với -1 bằng điểm làm sao được? -2 -1 thì -1 lớn hơn. -1 lớn hơn. Chết rồi. Xin lỗi quý vị khán giả là tôi đã có một chút nhầm lẫn ở cái ván đấu đầu tiên. Như vậy là GTV vẫn còn cơ hội để vượt lên vị trí của Evos nếu như họ thắng ở ván đấu này. Rất xin lỗi bởi một sự tính toán có lẽ sai lầm một chút. Tôi không biết là như anh Sơn có bảo tôi là hình như là hạng tư là cũng có phần thưởng đúng không? Có phần thưởng. Thế bảo sao GTV không chỉ là muốn làm ngáng đường đâu mà họ cũng muốn có một chút quà mang về đúng không? 10 triệu là những gì mà tôi thấy ở trên trang chủ của Garena là số tiền mà đội xếp thứ tư sẽ có.
đã chơi Cafeni rồi, Teo Anat rồi. Nếu anh ta muốn chơi một xạ thủ thì có những quân bài gì để anh ta có thể chơi được thời điểm này? Bây giờ chỉ còn đó là Moren kiểu tay ở thứ hai thôi. Moren cho vị trí xạ thủ cũng Van khá Hen. Hợp lý. Van Hen. Van Hen là một quân bài mà cả hai bên cũng gọi là có những cái lượt cấm cũng khá là tiên quyết cấm ở những bàn đấu rồi. Trước đó đấy. Cấm Van Hen rồi. Cấm Van Hen rồi. Nhưng lượt cấm thứ hai thôi chứ chắc chắn lượt đầu tiên thì không phải cấm Van Hen cả. Ở GTV họ chọn đó là Zephyr cho Quoty. Ok, Zephyr đi rừng cũng khỏe. Thì cũng là hợp lý khi mà Quoty và trước đã dùng cho mình là Quinlan. Cái này sẽ là một cái trường phái hơi khác một tí. Nếu như anh ta có cho mình là Zephyr sẽ là những tình huống không kích lao vào để hất tung làm choáng đối thủ. Đổi ngược lại thì Evos họ chọn luôn một con bài pháp sư đường giữa rất mạnh là The Flash để bắt vào Theonas để counter vào xạ thủ của đối thủ. Rồi và bây giờ đã có thêm một sự lựa chọn vị trí thủ đều chính là Alice. Khi mà đối phương cũng như là bạn không còn quá nhiều sự lựa chọn nữa thì những cái sự lựa chọn còn lại sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta thấy sự chọn Alice rồi. Một trợ thủ có thể nói là có thể ngăn cản cái sức băng vào đến từ Zephyr được với cái chiêu cuối của mình. Chiêu cuối ngăn cản được nhiều chứ. Chiêu cuối ngăn cản được nhiều. Nhưng đó là thần trận. Đến thực ra Alice bây giờ cái bản này nó cũng không phải là như kiểu bá như hồi xưa nữa rồi. Cái dòng chảy thời không đấy thì ngày xưa di chuyển trong đấy là gần như không thể. Bây giờ vẫn di chuyển được. Tôi nghĩ là cái liên kết của Zephyr vẫn dùng được. Vẫn có thể dướn được trong vẫn nhiều toàn cảnh. Vẫn dướn được. Nhưng mà không phải khép góc một cách quá mắc binh. Đến từ Alice không khép góc hay bằng so với Annette là cái chắc. Tại vì hôm qua thì tôi có chứng kiến một trận đấu mà có hình như đội tuyển iMaster anh chàng dâu chơi Zephyr thì phải. Nếu tôi không nhầm thì có một tình huống mà anh ta ganh ở giai đoạn từ rất sớm một trận đấu. Và đó là một cái tam giác mà có đến 3 vị tướng ở bên phía đối phương và anh ta không kích vào giữa. Và sau đó là một thế cục mà iMaster thua hoàn toàn. Thì không thế đấy, quan trọng nhất là Zephyr là ta phải bổ cái không kích chuẩn. Chính xác, nhìn là có vẻ là cách chơi Zephyr dễ nhưng không dễ một chút nào đâu. Cái không kích đó không hề dễ một chút nào cả. Veret là Veret khó chơi hơn, khó chơi. Đang nói chiêu cuối. Chiêu cuối thì kiểu dùng tôi đang nào? Nói kiểu những cái bộ kỹ năng khác đến từ Veret thì Veret cực kỳ khó chơi. Cái bản gần đây thì cái chiêu mà có hai cái xích chéo là cái xiềng xích, song xích. Cái song xích đó thì hình như là đã được đổi lại thành cái hình tâm khác, tại vì ngày xưa nó là cái tâm thẳng nên căn khá là khó. Bây giờ nó chỉnh lại cái tâm rồi thì bây giờ nó có thể dễ chơi bản hơn. Gần đây cái bản này tôi nghĩ là vẫn bản vẫn dùng cái tâm cũ đúng không? Cái gọi là cái hai cái chéo chéo ở phía trước, hai cái chéo chéo phía trước đó khó chính chúng, là khó, rất khó chúng. Rất nhiều người chơi Veret mà đã sử dụng cái song xích này cũng gọi là trượt khá là nhiều. Thôi trở về cấm chọn đi, không phải từ nãy giờ trôi xa quá. Cấm đi trợ thủ đến từ Evos đó là Annette và Paina này. Cấm luôn Paina, không cho dùng trợ thủ thì bên kia dùng Lumbua, có gì khó đâu. Chúng ta quên mất lại Elsu đấy. Chúng ta quên mất Elsu đấy. Quên Elsu, nhưng mà Elsu bây giờ này ít được dùng lắm. Elsu khó chơi mà độ hiệu quả không cao. Nó chỉ đóng vai trò cấu rỉa thôi. Nếu mà đội hình có một cái đội hình kiểu dạng lăn xả ép góc kiểu khó chịu, kiểu dạng có ông Zephyr thế kia thì đứng lựa chọn góc nhắm viện trình kích cũng là rất khó dành cho Elfu. Elfu không hề dễ chơi đối với ở cái hạng đấu CDB của chúng ta. Chúng ta cũng biết là kể cả CDI nữa thì chỉ có vài người chơi Elfu là kiểu dạng khủng khiếp thôi. Họ bắn Elfu rất trí kiểu như sút bách, mà cầm Elfu thì nó có một cái style rất là riêng. Đấy, còn lại không nhiều người có thể chơi hay được cái con tướng này. Viễn trình kích ngắm thì có thể tránh được. Viễn trình kích bắn phải hách não hoặc là một cái kiểu gì đấy cơ. Thôi quay trở lại thì Murat là người đi rừng bên phía của Evos. Trong tay TF, TF dùng Murat và Max cho lựa chọn cuối cùng của GTV. Trước đó thì họ đã chọn Lumbua. Điểm lại đội hình của hai bên thì chúng ta thấy rằng Veres, Alice và đó là The Flash cùng với Murat và Elsu đến từ bên phía Evos. Còn GTV đội hình tôi thấy cũng tương đối ổn đấy, với Theonas, với Zephyr đi rừng, Illumia, Lumbua trợ thủ sẽ phải kèm cặp cho Theonas và Max sẽ đi một đường này, xong thi thoảng dùng cái radar đạn đạo để đi kiểu cứu bổ. Rồi, vậy là đó sẽ có thêm cả Lumbua nữa. Lumbua. Thì Lumbua này đóng vai trò mở giao tranh thì hơi khó, nhưng khả năng búp giáp cho đồng đội cũng như là khả năng chia cắt đội hình đối phương thì khá là tốt với cái long trời lở đất của mình. Nhưng vấn đề là bạn phải biết cách sử dụng cái chiêu cuối đó nó hợp lý. Một cú long trời lở đất mà chia cắt được trợ thủ và xạ thủ đối phương, và sau đó thêm một cú thần trận làm choáng. Và sau đó là một cú combo hoàn hảo đến từ việc là radar đạn đạo của Mark và cái không kích của Quoty, thì đó sẽ là một cú combo trong mơ. Thậm chí là bạn có thể tạo nên một điểm nhấn ngay từ những cái pha giao tranh đầu tiên trong hang rồng, nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Còn việc bạn sử dụng Lumbua để mở giao tranh là một việc rất khó. Lumbua hút vào mở giao tranh được đấy chứ, anh ta khỏe mà. Nhưng mà vấn đề là cái chiêu cuối của anh ta phải biết cách sử dụng cơ. Đương nhiên. Còn nhưng mà tôi hoàn toàn thể tin tưởng vào cái tay nghề đến từ Phương Tây Quy, tại vì anh ta chơi thêm với cái Excalibur thì cũng gọi là hơi tù.
Nhưng mà lần này thì anh ta sử dụng cho mình Lumbua, tôi nghĩ rằng là tôi hoàn toàn thể tự tin được. Tại vì ban nãy anh ta sử dụng chất từ tù đến như vậy mà anh ta còn có thể gọi là có những cái tình huống gọi là mở ra tranh tốt đấy như vậy, thì không việc gì chúng ta phải lo lắng với quân bài Lumbua của anh ta cả. Thực ra tôi theo dõi Phương Tư Quy chưa nhiều, nhưng mà với những gì mà anh ta đã thể hiện trong những lần mà tôi xem được anh này chơi thì có vẻ như anh này thuộc dạng cái mẫu trợ thủ cổ điển. Cổ điển giống kiểu Mega Rửa ấy, là chơi anh ta chơi những cái vị tướng ngày xưa nhiều như kiểu Lumbua được hoặc là ván trước là chính xác là có phần gọi là hơi bị ao meta đúng không? Hơi ao meta một tí, nhưng mà không sao, đôi khi nó cũng tạo ra những cái kiểu như chơi quá thuận tay rồi với những con tướng đấy từ ngày xưa rồi. À, nên anh ta mang vào trận bây giờ nó vẫn phát huy được những hiệu quả của nó. Không phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn để cho những con tướng này xuất hiện tồn tại đúng không? Bây giờ là những bước di chuyển đầu tiên đến từ cả hai đội tuyển của chúng ta. Ăn bùa xanh trước là Murat. Ở chiều ngược lại thì bùa đỏ đang Zephyr xử lý với sự hỗ trợ của Max. Rồi, khu vực đường dưới thì khá bất ngờ khi mà Wycott sử dụng Elsu, anh ta sẽ không còn đảm nhận vị trí trợ thủ nữa mà thay vào đó là Dopa. Ừ, đấy đã bảo rồi mà con Elsu này khó chơi nên ai chơi hay cũng được chơi. Kiểu Wycott là kiểu kỹ năng cao để chơi Elsu thôi, Dopa là dùng Elise nó dễ hơn. Dù thì gì thì nói thì Elise cũng dễ chơi hơn. Nói gì thì nói thì Dopa cũng là một trong những người mắc sai lầm đi ở bán đấu trước đó đi, chứ không phải chỉ riêng mình TF. Có thể thấy là Mark thì sẽ bị đè được một chút đến từ Veres. Điều này thì cũng có thể dự đoán được thôi. Mark thì cũng sẽ phải lao vào thì mới gây sát thương được đối với Veres, mà điều đấy thì Veres lại cũng thích. Thì ở cái vị trí hợp lý ấy, Veres có thể tạo ra cái song xích, những cái sừng xích nó trúng vào người của Bin và sẽ tạo ra khó khăn cho Bin. Bây giờ khu vực đường dưới thì Wygod đang là người có mặt ở đây với sự hỗ trợ của Dopa. Thủ Nota đánh khá tự tin khi anh ta có được Phương TQ là người bạn đồng hành ở trong những giây phút đầu tiên của trận đấu này. Rồi, về việc là anh Trà Bi Hoàng Bi sử dụng mình cái quân bài Max kia thì nó có cách chất chơi khá giống những vị tướng phòng thủ kiểu dạng như là Badu Messenia không vào đường trên chẳng hạn. Nhưng mà cái chính ở đây là cái nội tại cho phép anh ta có thể dọn lính nó tốt hơn hai vị tướng còn lại. Hai vị tướng đó thì với cái đạo anh thể, thứ nhất là anh ta thể lấy được tầm nhìn đi đã. Rồi, trong những trường hợp mà anh ta không thể băng vào tấn công đối phương thì anh ta vẫn thể có được tầm nhìn bên phía trong hang rồng chẳng hạn. Okay. Còn khả năng thứ hai đó chính là việc là Mark thì không nhất thiết là phải đối đầu trực diện với cả Veres, anh ta dọn lính cũng khá nhanh. Ừ, dọn lính anh ta chỉ cần đến vấn hỗ đề trợ là Veres sẽ dọn lính nhanh lắm. Chính xác. Và điển hình là cũng khá tự tin khi mà Veres thì chặn lính ở giữa hai trụ và ông Mark kia thì cũng tự tin không kém. Chặn lính. Vừa rồi có một tình huống đang đôi bên đang rình rập ở con rồng này, cho đến khi nó ra thì Zephyr lại quyết định di chuyển tới khu vực giữa. Zephyr đến sớm nhưng anh ta cũng chỉ có mặt trong bụi mà còn không làm gì. Còn TF thì anh ta là Murat, đâm ra anh ta lại tích nội tại xong ra cấu máu một tí vào người Phương Tư Quy nhưng không mang lại quá nhiều điều. Giờ thì rồng đã ra và chưa có đội tuyển nào quyết định ăn nó. Bên phía của Evos thì họ tụ tập đông người hơn ở đây. Zephyr quyết định sẽ ăn cho mình con bùa đỏ trước rồi quay lại rồng sau, liệu rằng có khoảng trống cho Evos hay không. Có vẻ như bên Evos chưa vội vàng có cho mình con rồng, mặc dù chất tướng họ mạnh hơn nhưng mà rõ ràng là nên ăn để... tại họ không biết là Zephyr đi thôi. Tôi nghĩ rằng bây giờ là nên ăn này. Thời điểm này thì có một chút bất lợi cho Evos, tại vì Mark thì cũng có thể đến hỗ trợ ngay lập tức trong hang rồng. Còn Veret thì phải mất thời gian, anh ta cần đồng đội kêu gọi thì mới có thể đi từ khu vực đường trên xuống khu vực tận hang rồng để có thể tham gia giao tranh được. Trận rồi, trận được bật rồi. Coty lao đến và cướp luôn được cho mình cái con rơi quỷ. Quay lại trả thương người admin. Coty có rơi quỷ thì di chuyển sẽ là tốt hơn. Ezreal có lẽ bị bắt lại ở đây rồi, chạy đi đâu được nữa. Anh ta tốc biến trở về và không có sát thương được nhồi vào. Đó là cái ảo ảnh chảm, chỉ một tia của nó thôi, trúng vào người của Illumia là đủ để khiến cho vị pháp sư yếu máu này phải nằm. Và bây giờ sẽ là ưu thế dành cho bên phía Evos với lượng người là nhiều hơn Coty đang có mặt ở đây. Và sẽ không kích chúng vào ai, anh ta di chuyển thẳng vào giữa không đánh mà anh ta cứ nằm xuống là thế nào. Không hiểu nổi tình huống đó. Và đây là một cái long trời lở đất tốt của Phương Tê Quy, ở phía sau đó là Thủ Nota đang bắn. Lao đến đó là Bin, Bin có mặt ở đây có lẽ là kịp rồi và anh ta sẽ giúp cho những người đồng đội của mình có được những mạng gục trả lại với tình huống đó. Wygod đang đến Wygod tốc độ rất kiên quyết và Wygod vẫn đang bắn ở phía sau nhưng Wygod không thể dí được theo đó là Phương Tê Quy. Và Wygod bây giờ thì đã kẹt lại ở đây, anh ta sẽ phải nằm xuống, đó là cái giá phải trả dành cho Elsu. Đó chính là cái sức mạnh đến từ vị tướng Mark này. Sức mạnh nó không đến từ cái bộ kỹ năng của anh chàng này mà chính là cái nội tại. Khi mà anh ta liên tiếp co quay đối phương, cái tay bắn dẫn của mình lội qua lội lại, giật được rất nhiều máu của đối phương. Và sau đó là anh ta có cú hạ gục, tôi nhớ không nhầm, à đâu đó là khoảng độ anh ta tham gia vào 4 điểm hạ gục này. Anh ta có đến 1 điểm hạ gục và đó là thành quả khá là tốt rồi. Anh ta không nhất thiết phải trực tiếp đối đầu trực diện Veres làm gì cả. Anh ta chỉ chờ cơ hội để có thể băng vào hỗ trợ đồng đội của mình thôi. Đó là cái cách mà Veres không thể nào tiếp cận được ngay trong những pha giao tranh đó. Và lợi thế sẽ luôn luôn là hơn người cho bên phía của GTV. Ở vấn đề của Mark là anh ta phải dọn lính kịp. Dọn lính kịp là đi, dọn lính là đi, thế thôi. Còn cái việc mà Mark được chọn cuối cùng thì tôi cũng thấy rằng họ có ý đồ counter vào Veres rồi. Có lẽ là như thế và họ cũng đang làm ổn, khá ổn. Phương Tinh Quy đang đứng rất cao ở đây. Wygod lên đây thì anh ta chắc sẽ phải nằm rồi. Đúng là như vậy, để mọi người sẽ dành cho Ezreal một tình huống mà Wygod đã chơi không tốt một chút nào cả. Cái long trời lở đất của Phương Tinh Quy cũng phát huy tác dụng rất tốt nữa. Nó khiến cho ngay lập tức đối phương không thể nào thoát ra được.
vậy. Tình huống đấy thì ba người bên phía Evot họ đứng thành một hàng. Nên ra là Long Trời Lở Đất là quá đẹp mắt đến từ phương Tây Quỷ. Ở đây thì Bin đang đẩy lính vào khu vực trụ Veres. Bây giờ cũng ra để dọn lính. Một tình huống mà ở đây Dopa thả vụ nổ thời không không trúng ai. Con rồng thứ hai ra rồi. Và bây giờ thì Zephyr cũng đang có mặt. Kutoti đang đến. Thủ nô tạ bắn vào rồng, Ezion yếu máu, phương Tây Quy đứng trên để che sát thương cho đồng đội. TF đã tích xong cho mình 4 số lao vào sử dụng cho mình cái ảo ảnh chạm, ngay sau đấy lấy luôn được con rồng hắc ám. Phương Tây Quy lần này thì Long Trời Lở Đất không trúng, hay Adin sử dụng cho mình đó là Clock chân không cuốn được thủ nô tạ, nhưng anh ta không đủ sát thương và đã phải quay trở lại ở phía sau. White God cũng cầu máu, nhưng White God lúc này hơi ít tiền, 0-2-0. Đơn ra cầu máu chưa thấm, nhưng phương Tây Quy ở đây dính luôn ảo ảnh chạm của Murat, nhưng anh ta là lùm mua và trúng một chiêu viễn trình kích ở tương đối gần. Adin lao đến, Adin bị bắn chứ không phải là Adin lấy được mạng của thành viên bên phía của GTV. Những cái trụ này thì không có chân và sẽ có trụ đầu dành cho Evos rất nhanh. White God từ đầu trận đấu đến giờ đó là một cái tình huống hiếm hoi mà anh ta thể sử dụng cái viễn trình kích nó chuẩn xác được, và là cầu máu nó khiến cho ngay lập tức ở một khoảng cách rất gần, viễn nhưng mà lại gần, viễn mà lại gần. Nhưng mà ít ra là nó cũng là cú trúng những đầu tiên của anh ta trong ván đấu này. Ít ra là có thể lấy được một trụ đầu tiên khu vực đường dưới dành cho bên phía Evos. Hai trụ đấy, hai trụ rồi, sẽ là cái trụ thứ hai dành bên phía sẽ có không kích vào đến Kuti. Họ tạm thời giữ được cho mình cái trụ khu vực đường dưới này. Mất sớm thôi, nhưng mà ở trước đấy tôi nhớ có tình huống Kuti sợ anh ta di chuyển vào cái bùa xanh của anh ta một cách quá bất cẩn ấy, và anh ta không dùng không kích mặc dù có ba người đứng tụ tập ở đấy. Nếu như đó là một cái không kích thì đó sẽ là không kích rất đẹp mắt, nhưng anh ta không làm được điều đó. Bây giờ thì XG ở đây đang cố gắng để có quay với hai người đó là Bin, Họa Mi và QWERTY. XG là Veres nên địch càng đông thì chiến càng phê. Anh ta đang chờ Admin đến với quân bài đó là The Flash, và Bin bây giờ mới đang là người lỗ thế trong tiếng giao tranh này, bị giật lại bởi cái xiềng xích và nằm xuống dưới nội tại huyết xích của XG. Một tiếng solo kill mẫu mực. Ngay lập tức là họ thấy được Admin lên để gây được cái sự nguy hiểm, và ngay lập tức là QWERTY bỏ rồi. QWERTY bỏ người đồng đội của mình solo tay đôi với cả XG, và rõ ràng là không có cửa cho Bin, Họa Mi có thể đối đầu lại một chất tướng kiểu dạng như Veres được. Phương yếu máu rồi, Phương Tây Quy sẽ nằm hay chăng đây? Phương Tây Quy chưa phải nằm, ở đây thì TF đến tích xong cho mình 4 số và sử dụng cái ảo ảnh chạm. Phương Tây Quy có cho mình một cái chiêu cuối nhưng nó đến không đúng ở đây. XG có lẽ sẽ tạo ra highlight với Veres thêm một lần nữa hay chăng? Không phải, anh ta nằm khi phải Yizun nhiều máu quá và không ăn thua. TF đã có 4 số, anh ta cầu bóng với Yizun. Xong tình huống đấy TF lại bị bật vào trúng cái bộ kỹ năng đến từ tổng suất của Yizun đúng không? Chính xác, tổng suất của Izu. Chính xác, chúng cái đĩa đến từ Illumia và anh ta chưa hát ra. Không nhớ tên thì không phải tổng suất đâu. Đây là tình huống mà TF chắc chắn là anh ta sẽ phải có quay ở đây để có thể lấy luôn cái trụ này chứ. Bởi vì là anh ta không biết là hai người ta kia về mà. Tôi nghĩ rằng tình huống đó TF nên lấy trụ nhỉ. Anh ta còn hơn nửa máu, ít ra anh ta sẽ cầy được khoảng nửa máu đến 3/4 máu cái trụ mắc ra, nhưng mắc cũng chưa thể kịp lấy. Sao quả đấy TF quắn đấy. Lúc đó thì Easy Hun cũng yếu máu rồi, anh ta đã trở về để biến về. Nhưng ngay lập tức là không có động thái để lên cấu trụ đến từ TF. Nên cấu nên tranh thủ với một người đi rừng, anh ta phải tạo ra áp lực bằng những cái việc như vậy. Không sao, đã có những trụ ở khu vực đường dưới và khu vực đường giữa dành cho bên phía của Evos. Họ có lẽ nếu như 2-1 thì cũng không đến nỗi nào. Họ vẫn giữ được vị trí của mình và vẫn nuôi được hy vọng đúng không? Vẫn nuôi được hy vọng. Chờ trận kia 2-0 thì là vào top 3, lúc đấy ăn mừng với nhau. Phương Tây Quy đứng hơi cao một tí rồi, mặc dù trượt đến từ cái đoạt mệnh xích nhưng quay lại sử dụng chiêu cuối, và đó là chiêu cuối khá hiệu quả nên chạy đi. Nên về lần thứ hai với chiến kích chuẩn sát vào vị trí của Lumbua cho tay White God, cho tay của Phương Tây Quy, nhưng điều đó không ảnh hưởng nào cả. Bị ném choáng đến từ QWERTY, ai sẽ là người ăn ở đây? Có không kích, bị băng vào mình, Gera đạn đạo, và người bị băng vào đó là Dopa. Ở đây thì thủ nô tạ bị cấu máu rất nhiều, và đó là điểm hạ gục mấy cờ đã có được trước người đi xạ thủ bên phía của GTV. Thủ nô tạ trước đấy có KDA là khá đẹp. Tôi đã để ý thấy, tôi đang định nói là Theonas đang được nuôi ổn ở trong bàn đấu này nhưng anh ta lại nằm. Còn ở đây thì Evos họ đang tạo ra áp lực ở khu vực đường giữa. Bây giờ thì đông người như này mà bắn viễn trình còn trượt thì mới là lạ. Rồi, QWERTY anh ta may mắn là còn sống sót. Phương Tây Quy nằm xuống. Phương Tây Quy thì không. Khó. Bây giờ là khó dành cho GTV rồi. Đấy, đau. Rất đau. Đau tiếp đấy. Nào tiếp, trúng. Đau đấy. Trượt. Tốc biến cho chắc nhưng vẫn chết. Vào tận nơi luôn. Hai con xe lính này QWERTY dọn dẹp được. Ok, bây giờ về là ăn tà thần đi nhỉ? Bây giờ là tập trung ra ăn tà thần này. Tà thần đi nhỉ? Không có lính. Đấy, này là có gọn gàng hơn GTV một chút nghe. Đẩy lính lên đều thấy không đẩy được áp lực nào nữa, là tập trung ra ăn ngay. Chưa đã ăn đâu. Chưa ăn, vẫn cầu máu làm gì không biết. Nên về ăn tà thần đi. Đợi TF thịt con búa xanh này của đối phương rồi, xong rồi có chính trị mới sang ăn à? Đúng, cho nó chắc ăn. Nhưng mà như thế thì người ta hồi sinh lại hết là khó ấy. Thần trận với vận cướp bây giờ lại cầu máu tiếp, tại vì bên phía của GTV thì toàn đồ chất tứ thiếu cơ động mà TF bây giờ đang đánh trong thế công thì anh ta khá mạnh, anh ta chỉ việc gọi là cứ tích nội tại thôi. Ra đạn đạo sâu gần đấy nhỉ, làm gì lao vào đánh nhau. Chú nô tạ đến, chú nô tạ bắn hút mang tiễn, nhưng IG lại né được hút mang tiễn đấy mới giỏi.
quay lại cò quay với Bin. Tạ vẫn ở phía sau, XG đang cố gắng cò quay với hai người, liệu ta làm được thế không? Anh ta đã làm được điều đó, quá hay với tình huống vừa rồi. XG cất đây quá ảo. Xong rồi sao? Bây giờ là thế rồi. Không, tầm này là thắng được, tầm này là có thể end được này. Khi mà hai thành viên kia còn 20 giây mới ra. Admin đấm vào người Phương TQ sử dụng cho mình chiêu cuối để dọn dẹp lính. TF vẫn đang đúng như dự đoán, Huy Popper sử dụng cho mình nhào ảnh trả với những lần cấu máu đối thủ và gây ra áp lực mà không cần phải ăn tà thần xê ra. Đó. Mà thậm chí là đối phương đã dâng nguyên hai mạng miễn phí rồi còn gì nữa. Đúng không? Ừ. Đấy, đơn giản thôi. Endgame được. Endgame được. À chưa chưa. Tôi phải ăn xê ra đi chơi thế đủ rồi, bây giờ phải chơi chắc chắn. Không là lại bị lật làm mệt đấy. Lính sao quá, lính sao quá. Lính sao quá, về đi thôi. Về. Ok. Về thế nhá. Bây giờ có rồng bạo chúa chưa? Ăn rồng chưa, bạo chúa cũng được. Chưa hay sao ấy, đúng không? À bản đây bản cũ nhỉ? Có rồng bạo chúa rồi thì phải. Có rồng chưa? 10 phút rồi. Bây giờ về ăn một trong hai mục tiêu lớn đi, xong rồi là khỏe đánh cho nó khỏe. Chưa, vẫn muốn ép thế lính lên. Không ra ăn kiểu bết ấy. Wow. Ôi thôi, chắc khỏi cần nhỉ. Cần nhỉ. Khỏi cần. Ép của màu kinh quá. Thôi. Ừ, vào chơi thôi. Rồi, một lần nữa ảo ảnh trảm nào. TF lấy được bao nhiêu cái mạng nữa nào. Ở kia thì Binomi lấy được cái mạng của Wildcode trước này. Và ở đây thì Binomi vẫn đang quẩy rất ghê, rất húng. Nhưng TF vẫn đang cho thấy rằng anh ta mới là người chơi hay nhất ở ván đấu này. Bin kẹt lại giữa bốn người và đó là tình huống quét dơ dành cho Evos. Họ không ăn tà thần, không ăn rồng bạo chúa, nhưng bây giờ thì có lẽ là endgame được rồi. Một mình Phương TQ có mặt ở đây để dọn dẹp lính anh ta có cho mình, đó là cái không có chiêu cuối nữa. Thế thì làm sao dọn lính được? Rồi thôi, nào đẩy nó đưa khu vực đường giữa, có lần siêu cấp đầu tiên. Được siêu cấp thứ hai. XG thôi, XG Nether lên tập trung vào việc cùng với người đội của mình. Ezreal ra này. À không, vẫn muốn rồi. Chơi. Từ Ezreal bật thật trận đi. Thôi, phải TQ nằm rồi. Đấy bật thật trận này. Cũng hay chứ. Ô ô. Vừa nằm luôn này. Thôi được, về thủ, rồi. Thủ được trụ đứng trên, nhưng mà nói chung là cũng ngắc ngoài. Ngắc ngoài. Không, bây giờ là nghĩa lý để chiến thắng của GDP là hơi khó, tại vì cái trụ đường trên nó cũng chỉ còn ít máu mà thôi. Bây giờ xem đồ thủ nô tạ như nào. Thủ nô tạ bây giờ anh ta là hy vọng duy nhất của bên phía CTV thôi. Anh ta và cả cái trụ nữa. Anh ta và cái tại trụ vì trên. bây giờ mà mất ba đường siêu cấp là khó lật lắm. Rất chắc chắn như thế, chắc chắn mất đường siêu cấp là thua là cái chắc. Phải đẩy lính ở khu vực đường trên lên bây rất làm, cao. Bây giờ làm nào để cho thủ nô ta anh ta có đồ để anh ta chơi được ấy. Thì tôi đã từng chứng kiến nhiều ván đấu mà Theonas có thể tạo ra những cái sát thương quá nhiều và anh ta vẫn có thể thủ được. Thậm chí cái mất ba đường mà có Theonas thực sự là đã full rồi ấy, là anh ta thủ ghê lắm. Không dễ để ăn được đâu, nhưng khó quan ăn. Trọng là anh ta phải được có đồ đã. Rồi bây giờ mới bắt đầu vào con xe ra này. Ừ thế ăn ta dần. Vâng. Bây giờ là cần thiết đấy, không nên ra có những cú gọi là nhấp nhả nữa. Thật trận bật hơi sớm để kiểm tra thì muốn ta kiểm tra. Là ăn. Chắc chắn là ăn. Phương TQ cũng kiểm tra bằng cách là anh ta đứng rất sâu ở có đây. Có rồi, có ta thần rồi. QWERTY bằng đến dùng cho mình đó là cái không kích và quay cốt là người bị cầu máu rất nhiều, anh ta đã phải nằm xuống. GTV họ đang lật kèo với tình huống này hay chăng đây? Năm người của họ đang tiến lên, thủ nô tại là người đi đầu nhưng anh ta đáng lẽ ra không nên làm điều đó. Bin đến. Bin vẫn đang quẩy với XG mới đang là người yêu máu của ta. XG cũng đang nằm xuống rồi và đó là lật kèo thực sự dành những gì mà GTV đang có. Họ liệu rằng có được trận đấu này hay không đây? Phương TQ đang ở khá sâu và con xe thì đang tiến vào sẽ là cái trụ một khu vực đường giữa và họ vẫn đang tràn lên. Bây giờ thì còn đến khoảng 14 giây nữa thì Wygod cùng với TF những sát thương chủ lực bên phía Quavers họ mới xa. Admin lao đến dùng cho mình cái lốc chân công nhưng cuốn lại được anh ta mới là người phải nằm đốt ba. Đốc ba chưa nằm có thủ được không nhở? Bây giờ sẽ là Wygod cùng với TF ra và tôi nghĩ rằng sẽ chưa có được lính siêu cấp nào dành cho bên phía GTV, nhưng họ đã có lại thế trận rồi. Lượng tiền đã là bằng nhau chằn chặn, lượng hạng hục cũng đang là bằng nhau chằn chặn và họ sẽ hướng đến đó là con rồng bạo chúa với 5 người ở đây ăn nó và chắc chắn là ăn kịp. Chắc chắn là kịp. ăn kịp. Anh Sơn vừa nói xong là Theonas có thể tạo nên sự khác biệt. Và đúng là Theonas đã tạo nên sự khác biệt thực sự khi mà cái sải tay dài gần như không ai đụng vào được thủ nô tạ cả. Lúc đấy là thủ nô tạ đứng rất cao luôn. Anh ta còn sắp phun đồ rồi cơ. Bên đó. Hay. Thôi. Băng vào là dễ nằm này. Không, quả đấy nằm chả sao. Quả đấy nằm khúc sao. Quan trọng là có ba đường siêu cấp rồi đúng không? Quả đấy ông tanh trụ lâu luôn à. Tầm này thì chống đỡ kiểu gì đây? Nó là hay luôn. Bây giờ là nó là thế này. Lại là khó cho GTV. Vừa rồi họ thắng trong pha giao tranh đấy, tôi nghĩ rằng họ sẽ lật kèo đấy. Thực sự tôi nghĩ họ lật kèo đấy. Nhưng bây giờ là ba con thiên vương trùy to thủ đang có mặt khu vực đứng giữa này để xem thủ kiểu gì. Tại vì họ đang có bùa xe ra và bùa xe ra thì quá hợp trong cái hoàn cảnh của Evos rồi. Tôi cái tầm này thì ôi bắn thủ nô tạ sạch đến mấy mà anh ta mất quá nhiều thời gian để bắn được chết ba con lính to. Nói chung bắn lâu đấy. Bắn lâu đấy. Bây giờ khó lắm. Nhưng mà cái này có đề tôi nghi là dài. Trận này nghi lâu. Nhưng mà nói chung là Evos nên kết thúc trận đấu thật nhanh. Tìm cách để kết thúc trận đấu để đêm dài lắng mộng mà. Bây giờ phải chờ con xe ra đấy. Thực ra thì lính bây giờ đang ủng hộ GTV. Thế lính thì đang ủng hộ GTV. Nếu như họ làm tốt trong việc là có thể giải quyết được thiên vương trùy cho nhanh, thủ nô tạ bắn vào cái trụ này họ bóc được cái trụ ngoài. Admin này đô ban không có sát thương để dọn lính.
Rồi, vẫn khá chắc về mặt khả năng tổ chức giao tranh thì bên phía của GTV cũng không kém đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là EVO sẽ hạn chế có những tình huống tổ chức giao tranh 5 năm với cả họ. Tại vì đơn giản là GTV vừa có bùa lợi mạnh xong, họ sẽ không ngại tội gì phải lao ra. Đuôi đứng cực cao luôn. Bắt lẻ mà thôi. Cao. Luôn là những tình huống đứng cao của Lumbua và anh ta có cơ sở để làm điều này. Với những gì mà anh ta đang có này, hai người đứng trong bụi này, bắn tia laser nhìn thấy hết rồi còn gì nữa. Chả hiểu sao. Dọa, dọa. Đâm 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 bắn tia laser. Một tên quý đứng lên làm gì đây? Ở ngoài Tunota bị cầu hồi đau này. Luôn cả một cái vụ nổ thời không, nhưng anh ta có thể hồi được với lượng máu của mình. Ở đây TF đang băng đến, TF tạo ra được điều gì hay không? Không, 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 không tạo ra được điều gì cả. Ở kia thì có solo kill không? Không, cũng không có gì. Đấy, trận này lâu, lại chiếu tia laser. Này, đây có lính ở đường trên này, họ cứ chỉ việc tạo áp lực khu vực đường trên thôi nhé. Tại vì Bin Họa Mi đang dồn lính lên rất cao này. Nói chung chờ tà thần. Chờ tà thần thôi. Không, thực ra thì lính của GTV vẫn đang ủng hộ họ mà. Họ vẫn đang cố gắng duy trì được cái thế trận này để họ đừng để mất con Caesar là để được. Chờ cái con tà thần Caesar nó ra. Mất con Caesar là rất mệt cho GTV tại tình huống nên này. Nên bây giờ tôi nghĩ rằng là ở White God sẽ cần phải cấu máu càng nhiều càng tốt để đẩy các thành viên của GTV về. Đấy, về việc của White God là anh ta có sẵn thế này, anh ta phải làm được điều đấy. Chứ anh ta mà cứ trượt thì không ăn thua. Nếu cứ trượt thì không làm được gì. Nên phải bắn chúng đã. Đấy, bây giờ dọn lính thì nó cũng không phải là quá là chậm rồi, bởi vì là Isihun full đồ chưa? Rồi, à Isihun hả? Full rồi, anh ta vừa lên cho mình đốt trang bị cuối cùng rồi, đó là chữ hướng mang đấy. Rồi. Không không, trang bị cuối của anh ta là cái quyền triệu Rea. Anh ta vừa lên lại đấy, tại vì lúc đấy tôi thấy anh ta là có lên chữ hướng mang mà. Thế sợ lên kiếm triệu Rea làm gì? Sợ bị sốc hút chết. Máu à? Phép, đúng rồi, anh ta sợ bị hút sốc chết. Sợ bị sốc chết à? Sợ bị sốc chết anh ta sẽ không mất thêm thời gian để về nhà mà thôi. Bây giờ về nhà thì bị hạn chế về khả năng đẩy lính nên anh ta buộc phải lên kiếm triệu Rea. Trong trường hợp mà anh ta bị rơi vào trạng thái đuối máu, anh ta có thể gọi là ôi nhưng quay trở lại tình huống này đã. May cho anh ta. Tên này White God yếu máu này nhưng White God cũng không sao. Nói chung không sao. Ở đây đánh nhau. Phương Tê Quy lao vào Dopa. X bị quay là cái chắc anh ta sử dụng đoạt mệnh xích vào người cực nô thủ nô tà nhưng không lấy được cái mạng. Xin quay trở lại bán hộ mang tiếng chúng người. Tiếp tục quẩy đó là X làm được gì không? X vẫn chưa chết, bây giờ mới chết. Và đó là Quoty đã có được mạng gục rồi. Ở đây thì đánh nhau Bin Họa Mi yếu máu. Đó là một đổi một trong tình huống vừa rồi nhưng Bin Họa Mi vẫn còn cái giáp hồi sinh không vẫn phải nằm, phải là một đổi một thì vẫn không phải là quá nhiều thay đổi đâu, vẫn là một thế lính như là GTV đang có là tốt hơn. Một cái pha khép góc bằng cái chiêu cuối long trời lở đất cũng là khá ổn và lấy được cái trụ ngoài làm thế là được. Bây giờ 24 giây nữa là con tà thần ra này, cả hai bên đều đang bị thiệt thòi và thậm chí là XG chỉ ra sớm hơn Bin Họa Mi mấy giây thôi. Phương Tư Quy đứng hơi cao không sợ. Tầm này thì cái tầm kiểu đánh về lết như thật, Elsu chỉ biết nhắm cấu máu mà thôi, anh ta không phải là một xạ thủ có một lượng sát thương kiểu dạng theo tốc đánh. Đúng rồi. Nên là rõ ràng là tầm này Elsu muốn trượt là anh ta vứt đi. Anh ta chỉ phải cấu máu và thủ nội tạ Isihun mà thôi, nhưng mà cấu trượt thì thực sự là rất nguy hiểm. Chứ cấu trượt mà bị dí chết thì thôi, mà thực ra bây giờ cũng không nhất thiết là phải giết chết Wagot chứ. Không, vẫn phải giết nhỉ. Phải giết Wagot chưa? Không, phải giết Wagot đấy. Wagot đấy. Còn Anin nó chạy được, Anin là The Flash chạy được nên phải giết Wagot ngay. Ok, vẫn đang là những tình huống kiểm soát. Ôi rồi, bóng hay quá. Isihun nằm rồi. Tép, tôi vừa đang định bảo anh ý đang lại chơi cái bài đẩy lẻ nhưng anh ta còn hay hơn là anh ta sẽ xuất hiện từ bên hông, và bây giờ thì đó là một cái thế đẩy ngược lại dành cho Evos. Cái việc mà bên phía của Isihun phải nằm xuống đã mang lại một cái ưu thế lớn dành cho Evos. Ở đây thì White God đang quẩy ở phía này thì Quoty cũng đang làm điều tương tự nhưng thủ nô tạ được bắn và anh ta sẽ bắn cả thế giới chăng đây. Thủ nô tạ tiếp đang lao đến và thủ nô tạ vẫn đang quẩy quá nhiều. Đây thì X quẩy Quoty chạy được với cái nội tại bên mình của dính luôn cái đoạn mệnh xích và đã phải nằm rồi. Thủ nô tạ đâu, vẫn ở đây. Mấy rồi, hai người bên phía của Evos chỉ còn hai người mà thôi, chỉ còn hai người mà đối phương thì có tận 4 người. Nhưng đấy, mà tình huống đấy là tôi tưởng là xong rồi đấy, bởi vì là Isihun nằm nhưng thủ nô tạ lại được bắn, bây giờ là chơi ngược lại đến từ thành viên của GTV này. Nhưng mà ban đấy thì bên phía của Evos thì TF cũng khá quái nhá, anh ta vẫn tiếp tục ngay sau khi thấy dấu hiệu thua giao tranh đến chạy luôn của ở đấy là anh ta cố gắng để lựa cái thời gian này. Lúc đấy có 3 con lính khá là to và anh ta đang dình cái cơ hội để lao vào để chém mấy phát để có được cái việc backdoor đấy. Nên là bên phía của GTV đã bị phân tâm bởi việc sợ TF sẽ có những tình huống đẩy lẻ. Chính xác, anh ta đang rất khôn, anh ta biết là mình không thể nào giao tranh tổng được, anh ta tập trung vào bắt lẻ. Tà thần. Phương TQ lao vào XG này, XG quẩy này, tà thần vẫn đang được ăn khá nhanh này. Và sẽ có sự can thiệp của TF hay chăng đây? Không phải là như thế, anh ta đến chậm 1 giây. Và bây giờ thì XG đang kẹt lại, anh ta vẫn quẩy với anh ta là VRS. Còn TF đâu, TF giật bóng ngược trở lại, tiếp tục tích cho mình nội tại. Tà thần đã thuộc với GTV. Và TF thì quấy rối đối với Quoty. Nhưng Quoty là dây fit và không ăn thua. Rồi nhưng quan trọng là họ có được bùa Caesar. Và cái bùa Caesar này là rất quan trọng với cả GTV. Họ không cần mình cái bùa dầu bạo chúa, họ chỉ cần cái bùa Caesar mà thôi. Bởi vì họ đang bị thua thiệt về đường lính.
Thực ra bây giờ của Seiza đúng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là việc là họ ngăn không cho Evot ăn cái con Seiza đấy mới là quan trọng. Tôi nghĩ là như thế, chứ bây giờ thả con rồng ra thì khó nhỉ. Thả con rồng ra bây giờ khó quá. Thế lính bây giờ nó lại nghiêng về phía của bên phía của Evot rồi. Evot. Ừ, nó lại nghiêng về phía Evot rồi. Sau cái tình huống Ezio nằm xuống tai hại quá, thì lính nó đã dành cho Evot. Bây giờ TF lại tiếp tục quẩy này. Bây giờ TF sẽ là một nỗi sợ dành cho các thành viên của bên phía GTV, đặc biệt là Ezio sợ lắm luôn. Atin lao vào, Atin đang tấn công vào người của Ezio, anh ta lùi về khi mà sát thương mà Illumia có thì hiện tại là rất nhiều. Những tình huống áp sát như vậy sẽ là nguy hiểm. Bây giờ chiêu hai Illumia cũng khá thấm rồi. Đúng là giai đoạn về cuối trận đấu thì Teo Nát thực sự là phòng thủ kinh, rất là kinh, kinh luôn mà. Bảo. Rất kinh mà bây giờ cứ đứng gần là ăn 2-3 phát lại nghĩ như rằng lên bảng. Là nghỉ chơi. Phương Tuy Quy vẫn đứng cao, Phương Tuy Quy phải làm điều đó. Bây giờ phun đồ hết rồi. Nhiều Hercules hiện độ quanh 17.000 tiền đến từ Thun. 17.100 tiền đến từ Bin. Tiền nhiều quá. Để xem nào, để có rồng gọi ra ở đường dưới à. Bây giờ đẩy vào thì là nghẹt thở lắm đây này. Bởi vì TF sẽ có những tình huống cầu máu khó chịu lắm. Và anh ta sẽ khiến cho Ezreal và Thun sẽ cần phải có cách giữ vị trí rất là ổn thì mới có thể giúp cho hai người chơi này còn tồn tại sau giao tranh được. Thần trận bây giờ sẽ được bật này. Admin lao vào, Admin đang bị giữ lại, Admin bị bắn quá nhiều. Admin có thể lui về được khi mà anh ta có cho mình quyền triệu Rea với một lớp máu ảo. TF đang đẩy khu đường trên. Bin hòa bi. Mình ran đạn đạo để lao vào người của TF. Bin không trúng cái vụ nổ thời không của Alice và anh ta có thể lui. Ở đây thì con rồng được giải quyết. Vẫn thủ được. Tôi tưởng ngộp thở cơ mà. Tại vì TF bây giờ mà anh ta ăn cấu cào cào các thứ xong rồi anh ta vào anh ta cấu kia các thứ là ghê đấy chứ. Nhưng mà bây giờ đúng là Theonat với cả Illumia dọn lính nhanh. Nhưng mà TF và XG thì không di chuyển ra khỏi cái đường của mình là bao cả. TF vẫn ở khu vực đường trên, đúng không? XG dưới rõ ràng họ cứ đẩy lính lên cao và sau đó là cấu máu, TF quay trở ra cấu máu hỗ trợ mà thôi. Gần như là XG không di chuyển. Nếu không làm thế thì biết làm thế nào? Họ chỉ phải đẩy lên cao ba đường lên. Đẩy lính bên hông là dễ nhất rồi, đẩy lính đường giữa thì hơi khó, nhưng mà đẩy lính hai bên hông là cực kỳ dễ để thứ nhất là hút tầm nhìn đối phương, cái thứ hai là đẩy lính lên thì khó bị phát hiện hơn là ở khu vực đường giữa. Bây giờ đang là di chuyển khá rời rạc đến từ hai bên này. Cuti là khỏe này. Admin lao đến Admin tầm này. Đau đến từ Wygod. Wygod có bùa thuật sĩ nhá. Bùa lực sĩ nhá. Nhưng mà bây giờ Evot vẫn cần phải lấy cái giáp hộ mệnh đến từ thủ nó tạ. Từ từ đã, TF. TF nơi rồi, TF giật bóng ngược trở lại và thoát ra khỏi cái thần trận. Đấy là tình huống giật bóng chính xác của TF, nhưng các thành viên Evot đang bị đẩy ngược trở lại. Thủ nó tạ rất hoành tráng, anh ta bắn và tiếp tục bắn. Mệt quá nhá. Nhìn mấy con lính này mệt quá, mất quá nhiều tài nguyên. Bắn lâu quá. Bình thường có thấy thủ nó tạo ra nhanh thì đẩy về sâu, nhưng mà thấy lính lại có lợi. Dopa này, Dopa bây giờ Alice cuối trận khó chịu phết. Không, nói chung tầm này cả Alice lẫn Lubua khó chịu như nhau đấy. Wygod dùng chiêu cuối để lui. Cảm giác như là GTP có cơ sở để chiến thắng trận đấu này đấy. Nhưng mà TF này, từ này, TF lại tránh được cái thần trận này, cố gắng tích nộ để chơi lại với Bin Họa Mi này. Nhảy cho mình là 4 số này, có ảnh chảm giật ngược trở lại ốc não này, giật bóng rồi. Đó là tình huống mà anh ta dùng cho mình cái ảnh chảm nhưng không hồi sai rồi. Máu cả TF ở đây và quá cô đơn, anh ta đã phải nằm rồi. Và đó, ở phía này thì Quoty là người sẽ bị hạ gục hay chăng đây? Điều đó đã xảy ra như vậy, vẫn là 1-1. Evot đang lao lên, họ đã có thế lính rất cao và GTP bây giờ mới là người phải chạy lội về. Liệu phòng thủ được nữa không đây? Vẫn phòng thủ được thành công. Quả đấy tôi tưởng là TF sẽ sai, nhưng mà may mắn là Quoty bên kia đấy cũng sai. Quoty cũng sai. Quả đấy TF mà chết là TF kiểu đi đêm gặp ma ấy. Cứ đang đứng trên xong tại cứ dễ rồi cứ ở đấy. Bin Họa Mi bây giờ cũng rất cục rồi. Anh ta dùng mọi tài nguyên để có thể bắt được vị trí của Murat. Bin đang lên giáp này, Bin lên một cái đồ công duy nhất là cái đồ dứt điểm đối thủ, cái nanh cuối. Với cái Hercules thịnh nộ thì Hercules một chút đam này, kéo choàng lửa bây giờ. Hút máu được nữa. Hercules thịnh nộ cũng hút máu nữa. Thế khó chịu lắm, rất khó chịu. Làm chậm được nữa chịu, nhưng mà cái nanh này có ổn không nhỉ? Cái nanh này do thừa tiền rồi lên hay sao ấy? Không, muốn lên một chút sát thương mà thôi. Muốn gọi sát thương, nanh là sát thương nhiều nhất rồi, sát thương nên gọi là dùng. Bây giờ chống chịu nhiều quá cũng không cần thiết, tại vì căn bản là Phương TQ thì cũng trâu quá thôi. Bắn chung Admin này lao vào này, Bin bị cấu máu đấy. Chống chịu nhiều nhưng mà có giáp phép không? Không có giáp phép đến từ đó là Bin, tại vì anh ta lên đồ kiểu này là để kèm Murat mà, để kèm Murat đúng kèm không? Murat mà thôi, anh ta chỉ có việc là lao vào bắt Murat, có được tầm nhìn của Murat mà thôi. Quoty sử dụng cho mình không kích và bây giờ là dòng bạo chúa được ăn bởi Wygod, được ăn bởi Admin và Dopa. Thần trận được bật lên, không trúng quá nhiều đối tượng. Bin Họa Mi lao vào rồi này. Bin Họa Mi lao vào, Bin Họa Mi lao vào. Wygod làm được gì không? Đây là một quyết định sai lầm của Bin rồi. Trời, anh ta đã phải nằm xuống phía kia. Thì đó là tình huống quẩy của Veres. Veres thì về được. Bin thì thôi, không về được. Tự hủy mất. Tự hủy không? Tự hủy.
Ôi, bình tĩnh thôi. Nhưng mà bây giờ họ sẽ gặp bất lợi trong việc giao tranh dầu. Admin. Admin đâu? Ôi, TF kìa. Ờ, thủ Nota yếu máu quá, TF cũng thế, TF liên tiếp đôi một vào đó. Xơ đang quẩy ở giữa, Xơ tan biến nhanh quá, Xơ trở lại với đó là cái giáp thiên thần của mình. Wygod đang xả sát thương, Wygod vẫn đang xả sát thương ở phía sau. Đây là tình huống băng vào cảm từ của Admin, hay chăng để anh ta không cuốn được ai cả. Nhưng mà thủ Nota vẫn còn tồn tại trong giao tranh. Hỗn mang tiếng bắn ra không trúng mọi người của Dopa. Ôi, TF nằm rồi. TF nằm rồi, sợ. TF nằm rồi. Sao đấy TF? Anh ta có một máu mà đúng không? Thiên vô chỉ đập chết à? Ai là? Ôi khó hiểu. Tiếc. Ôi hay. Tiếc. Hơi thực quả đấy, cái TF là may. Phương Tinh Quy đang hack não Dopa này. Nhưng mà tôi không nhìn nhầm đúng không? Anh Sơn cũng nhìn thấy đúng không? TF có một máu đúng không? Chắc bị đòn đánh thường rồi. Linh. Chả biết, nói chung quả đấy. Quả đấy TF may. Quả đấy TF may. May. Hay bình thường. Ui. Có hay không? Quả đấy hay không? Cũng hay. Cũng có tí. May hơn hay đấy. Quả đấy hay. Xem nào. Ui, teo nát bắn thấm quá. Thực ra còn bị nguyền rủa đâu. Nãy giờ giao tranh nhiều quá nên hai đồng tiêu lớn này không được ăn. Bây giờ thì đang là GTV có lợi về người, nhưng mà họ sẽ sớm mất đi cái lợi thế này bởi bên phía Evolve họ cũng hồi sinh tất cả bây giờ đây. Nhưng được cái là họ sẽ có cho mình con thần bạo chúa. Vẫn là một cái thế mà GTV ăn mục tiêu lớn để khiến cho đối thủ không được ăn mục tiêu lớn. Xong rồi phòng thủ. Chả biết đánh đến bao giờ luôn. Nhưng mà ông Ani này bây giờ ông đã phải lên cả cầu băng xương. Băng xương băng bây giờ như thế, lúc nãy ông băng vào. Băng vào bay ra cái bắn hai phát tên của Theoanat là nằm đất nên bây giờ là phải có thêm một quả gọi là cầu băng xương để gọi là bắt bắn Theo Anat đấy. Cầu băng xương ấy dùng chiêu cuối xong là bật à. Để đánh nhau này. IG đánh nhau với cả Bin, ai thắng đấy? IG quẩy. Cầu băng xương này để phòng ưng nhãn của thủ nó tạ bật lên. Từ Bin của này chết rồi. Chết. Thôi thì chắc là chưa. Lính vẫn cao lắm. Chưa tình huống này. Lính vẫn đang cao này. Bin dạo này đi lại kiểu gì ấy. Lúc nãy cái tình huống mà anh ta lao xuống khu vực đường dưới là rất dở. Theo tôi cũng đúng, làm việc đấy cũng đúng. Anh ta cứ nghĩ đơn giản là bắt vào xạ thủ là chiêu cuối là xong à. Làm gì có chuyện đấy, người ta kèm nhau sát lắm. Nhưng mà quay qua từ bản thân lắm rồi. Đi. Thôi thắng rồi đấy. Chắc là thắng rồi, chắc Evo thắng rồi. Thắng không? Thắng được. Thủ nó bắn này, Thủ Nota vẫn đang bắn. Thủ Nota chưa chết, anh ta dính một cái nụ gỗ thời không. Và bây giờ thì Admin lao vào, có lẽ dứt điểm được hay chăng đây? Câu trả lời là chưa. Wygod đang già cái tia laser của mình, cần phải dứt điểm được đối thủ nhưng anh ta lại không làm được điều đó. Bây giờ thì ba con thiên vô trì đang tiến vào khu vực nhà của GTV. Dopa đứng vào hơi cao nhưng anh ta có lượng chống chịu là đủ hay chăng? Vẫn được bắn, đó là Thùn. X cần phải là người tỏa quân đi Dopa. Và Quoty đang yếu máu nhưng anh ta đã nằm xuống giữa tường của Wygod. Ở đây thì Thùn Nota cũng đang yếu, những con lính đang tràn vào và những con lính tràn vào Thùn không thể phòng thủ được nữa. Tôi nghĩ là như thế, anh ta không thể phòng thủ được nữa và điều đó đã xảy ra. Bin đến, Bin không làm gì được và Evolve có chiến thắng như là những gì mà họ cần phải có. Ôi chết lẻ, quá đáng tiếc. Bin chết lẻ quá nhiều ở giai đoạn cuối trận. Thực ra đây là cái cuộc chơi của tâm lý rồi, cuộc chơi của sự nhẫn nại. Ở thời điểm đấy thì tôi nghĩ rằng là bên phía của GTV họ không có được cái điều đó, họ vẫn hơi húng, nói gì thì nói. Nhưng mà dù sao thì Bin Họa Mi anh ta cũng làm khá là tốt, là đầu trận đấu anh ta cũng góp phần khá nhiều vào ra, việc giúp họ luôn làm tốt.